chương 41, mươi salon nhược điểm salon mắt trái là phá ma chi đồng có thể làm salon trực quan mà nhìn đến ma lực bởi vậy salon có thể nhìn đến rất nhiều người thường nhìn không tới đồ vật ở salon trong mắt trước mắt này đóng kiến trúc hoàn toàn chính là một cái ngũ đông trung cự thú những cái đó trải rộng quanh thân dây đằng toàn bộ đều là cự thú một bộ phận bởi vậy đương salon nghe được dream tính toán đi vào thời điểm vội vàng ngăn cản dream dream cũng không có đem salon cảnh cáo để ở trong lòng yên tâm đi Nhà này lữ quán lão bản là một người tín ngưỡng rừng rậm nữ thần tự nhiên đờ đuôi, cái này lữ quán là cái kia đờ đuôi triệu hoáng vật. Chỉ cần chúng ta không chủ động chọn sự hoặc là làm ra mạo phạm rừng rậm nữ thần hành vi, là sẽ không có nguy hiểm. Dám ở loại này vùng hoang vu giả ngoại khai lữ quán, sao có thể không một chút đặc thù chỗ. Nhưng này cũng không đại biểu lữ quán liền rất nguy hiểm. Căn cứ riêng kiếp trước ký ức, nhà này lữ quán cũng không có chủ động công kích người chơi ký lục. Riêng có được kiếp trước ký ức, cho nên Phi thường tính nhiệm lữ quán lão bản chức nghiệp hành vi thường ngày, nhưng là Salom lại không hiểu biết này đó, cho nên nàng tự nhiên sẽ không nguyện ý tiến vào loại này nguy hiểm địa phương. Ta không tính nhiệm hắn. Salom nói thẳng nói, nếu ở bên trong phát sinh xung đột, ta không nắm chắc mang theo ngươi rời đi. Salom hoàn toàn đem trước mắt này tòa lữ quán trở thành đầm rồng hang hổ. Grim không lời gì để nói. Salon nói rất có đạo lý, nếu không phải bởi vì Grim có được kiếp trước ký ức, nhìn đến loại này bốt hơi thở tràn đầy phòng ở Grim chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn tránh đi. Hảo đi, Grim bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đi vào mua điểm đồ ăn, thực mau liền ra tới. Grim từ bỏ tại đây nghỉ ngơi ý tưởng, tính toán đi vào mua điểm lương khô liền ra tới. Salom cũng không đồng ý Grim đi mạo hiểm, đồ ăn nói đi rừng rậm tìm là được, vẫn là không cần đi mạo hiểm đi. Yên tâm đi. Nhà này lữ quán tình huống ta rất rõ ràng, sẽ không có việc gì. Tuy rằng nhà này lữ quán trừ bỏ bình thường kinh doanh ngoại, đồng thời vẫn là cực đoan tự nhiên bảo hộ tổ chức, một thụ nhân, một cái cứ điểm, nhưng chỉ cần lữ khách không chủ động chọn sự, bọn họ vẫn là sẽ không tùy tiện tập kích lữ khách, điểm này chức nghiệp đạo đức bọn họ vẫn phải có. Cực đoan tự nhiên bảo hộ tổ chức, một thụ nhân, là từ tín ngưỡng rừng rậm nữ thần cùng các tín đồ thành lập một tổ chức. Tổ chức trung tâm tôn chỉ vì bảo hộ tự nhiên, giao trồng cây cối, ngăn cản loạn chém loạn chặt, tiêu diệt phá hư tự nhiên côn trùng có hại, làm thế giới trở về tự nhiên ôm ấp, có phải hay không cảm thấy này đó tôn chỉ nghe tới cực hòa bình. càng ngập ái. Nhưng cực đoan tổ chức sở dĩ được xưng là cực đoan tổ chức, chính là bởi vì bọn họ hành vi. Phi thường cực đoan. Trên địa cầu những cái đó tự nhiên bảo hộ tổ chức giống nhau cũng liền tổ chức một chút kháng nghị, gây trở ngại một chút rừng rậm khai phá cùng với trộm săn hành vi, nhưng là ở cái này có được các loại siêu phàm tồn tại thế giới, những cái đó cực đoan tự nhiên bảo hộ tổ chức hành vi càng thêm cực đoan, càng thêm nguy hiểm, bọn họ muốn cho thế giới trở về tự nhiên ôm ấp, là thật sự, vật lý ý nghĩa thượng trở về tự nhiên ôm ấp một thụ nhân tự nhiên đờ nuôi nhóm chuyên tấn công thực vật thao túng cùng với sinh vật thực vật hóa đưa ngươi phát hiện nào đó thôn hoặc thành trấn sở hữu thôn dân đều biến thành thực vật như vậy sau lưng tám chín phần mười liền có một thụ nhân bóng dáng đối với có được lãnh địa thế lực mà nói một thụ nhân là một cái phi thường nguy hiểm khủng bố tổ chức nhưng là đối với tán nhân người chơi mà nói một thụ nhân lại không có như vậy khó có thể ở chung chỉ cần ngươi không chém thụ chỉ cần ngươi không phải đi đường đều sẽ dẫn tới rừng rậm thảm thực vật bị phá hư ác ma, bọn họ liền sẽ không động ngươi mảy may, ở không đề cập tính ngưỡng khi, những người này tính tình còn là phi thường ôn hòa. Riêng rất rõ ràng nhà này lữ quán tình huống, chính là Salom lại không biết này đó. Salom chỉ biết trước mắt cái này lữ quán phi thường nguy hiểm. Mà Salom cũng không tưởng tìm đường chết. Bởi vậy Salom ngắn ngủi mà trầm mặt trong chốc lát sau, mở miệng nói, nếu ngươi đã chết, ta sẽ vì ngươi báo thù. Uy, "Thỉnh đừng nói như vậy không may mắn nói a." À. Grim nhịn không được phun tào nói, "Ta mới sẽ không như vậy dễ dàng mà liền chết đâu." Salon thật sâu mà nhìn Grim, không nói gì, nhưng là thông qua tinh thần liên hệ, Grim lại có thể cảm nhận được tâm tình của nàng tựa hồ thực phức tạp. "Ngươi chẳng lẽ là ở lo lắng ta?" Grim có chút ngoài ý muốn. Ở Grim nhìn, Salon tính cách có chút lạnh nhạt, là tuyệt đối sẽ không lo lắng những cái đó, cùng mình không quan hệ, người ngoài, Salon sẽ lo lắng cho mình đã nói lên nàng đã ở trình độ nhất định thượng tán thành chính mình. Nghe được Dream nói, Salom không khỏi mà nhẹ nhàng cắn môi. Ngươi không phải nói muốn muốn ta đưa ngươi hầu gái sao? Không sai. Dream trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ, ngươi chẳng lẽ đã nghĩ thông suốt? Nếu, nếu ngươi tồn tại trở về nói, ta liền tạm thời đưa ngươi hầu gái đi. Một lời đã định. Dream sắp nhạt điên rồi. Tuy rằng không biết Salom vì cái gì đột nhiên đồng ý chính thức tiếp thu chính mình thuê, trở thành chính mình người hầu, hoặc là nói là hầu gái, nhưng vô luận như thế nào, đây là một chuyện tốt. Đến nỗi xa điều kiện, ở Grim nhìn, này cùng không có giống nhau. Còn không phải là một nhà lữ quán sao. Ta trong trò chơi lại không phải không trụ quá. Kim sách cam tạp, sắp tới tay, Grim cả người đều tràn ngập ý chí chiến đấu, đi rồi, mục sư, chúng ta đi vào. Tiền bối, ta kêu mít treo. Mít treo có chút không cam lòng mà nói. Grim khịt mũi coi thường, tên của ngươi. Vẫn là chờ ngươi có thể chính mình thượng xe thời điểm rồi nói sao. Mitchell đỏ mặt, tạp tạp miệng, ta sẽ làm được. Grim cùng Mitchell hướng lữ quán đi đến, Salon một người lưu tại tại chỗ, biểu tình phức tạp mà nhìn dần dần đi xa Grim. Làm ma nữ hậu đại. Salon ở bạn cùng lứa tuổi giữa cũng không chịu đãi thấy, thậm chí ngay cả huấn luyện viên cùng các trưởng bối cũng không chút nào che giấu đối thí chủ giả dòng họ này chán ghét, bởi vậy Salon ở Melodia luôn là một người, trước nay không ai quan tâm quá, cũng chưa từng có quan tâm quá người khác. Rim là cái thứ nhất chân chính quan tâm chính mình người hắn không chỉ có không có kỳ thị chính mình ma nữ huyết mạch, cũng không có bởi vì thí chủ giả dòng họ này mà đối chính mình đặc thù đối đãi ở trong mắt hắn, chính mình chỉ là một cái thiếu nữ, một cái tên là Salon, bối thúy nghi bình thường thiếu nữ. Nếu là hắn nói, liền tính nhận hắn đương chủ nhân tự hồ cũng không tồi. Nhưng là, Mitchell nhìn cách đó không xa lữ quán. Cái kia lữ quán tựa như một cái hé miệng cự thú, chờ đợi con mồi vào cửa. Sẽ chết. Tuyệt đối sẽ chết. Kỳ cổ khổng lồ ma lực lượng quả thực có thể so với học viện huấn luyện viên, liền tính 10 cái chính mình, một khi đi vào cũng không hề sức phản kháng. Ta không muốn chết. Tuy rằng Salom ở trong lòng đã nhận đồng Grim, nhưng là Salom lại không muốn chết. Nhưng mà Grim lại không nghe khuyên bảo, vẫn cứ cố chấp mà bước vào cái kia cự thú bồn máu mồm to giữa. Salom có chút hận chính mình yếu đuối. Đối với người thường mà nói, sợ hãi tử vong cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, nhưng là đối với chiến sĩ, đối với một người chiến đấu hầu gái mà nói, tử vong lại là cần thiết khắc phục nhược điểm. Melodia hầu gái thủ tục điều thứ nhất, hy sinh. Hầu gái sinh mệnh không thuộc về chính mình, vì chủ nhân, sinh tử sớm đã không để ý, Salon gắt gao nắm trong tay cái chổi, bối thượng ba lô tựa hồ trở nên càng thêm trầm trọng. Có lẽ, ta cũng nên tìm cái chân chính chủ nhân. Chương 42, đến từ Hoàng Kim Cường giả áp lực. Viên cùng Mitchell cùng đi tới lữ quán cửa, đẩy ra hai mảnh làm môn thật lớn lá cây, đi vào lữ quán ánh vào mi mắt chính là tràn ngập tự nhiên cùng kỳ ảo sắc thái tử quán quầy ba bàn ăn ghế dựa toàn bộ lữ quán bố cục cùng bình thường tử quán không có gì khác nhau duy nhất khác nhau chỉ ở chỗ vài thứ kia tài chất toàn bộ đều là sinh cơ dạt giàu thực vật quầy ba cùng ghế dựa đều là từ một đống lẫn nhau quấn quanh dây đằng cấu thành bàn ăn là một mảnh cùng đầu gỗ giống nhau ngạnh thật lớn lá cây môn là tương đối tương đối mềm mại lá cây toàn bộ thế giới đều là một mảnh xanh biếc tràn ngập thiên nhiên hơi thở mít treo đầy mặt tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh như thế đặc biệt phòng ốc, này vẫn là Mitchell lần đầu tiên nhìn đến. Có lẽ là bởi vì thời gian còn sớm, lữ quán trung không có khách nhân, chỉ có một thập phần cường tráng tinh linh đứng ở quầy ba mặt sau mân mê một cái như là bồn hoa đồ vật. Đó là một cái sẽ chỉ làm người không tự chủ được mà liên tưởng đến huynh quý, tinh linh. Nửa người trên tràn đầy nổ mạnh tính cơ bắp, trên người cùng trên mặt dùng màu xanh lục mực nước vẽ dụng tâm nghĩa không rõ đồ án, cấp cạnh rõ ràng khuôn mặt chút nào nhìn không ra tinh linh ứng có nhu mỹ, Bàn thân trừ bỏ kia đối nhọn nhọn lỗ tai cùng với thúy lục sắc tóc dài ngoại không có bất luận cái gì một chỗ cùng trong truyền thuyết tinh linh tương đồng. Rim đoàn người tiến vào cũng không có khiến cho tinh linh chú ý, bất quá một con lớn bằng bàn tay yêu tinh lại từ trên quầy ba một đóa hoa đóa giữa bay ra tới, hướng Rim đoàn người đón lại đây. hoa nghênh quang lâm, tự nhiên nhà, lữ quán. Ta là lữ quán người phục vụ mật mầm. Xin hỏi các ngươi là ăn cơm vẫn là ở trọ. Đó là một con lớn bằng bàn tay yêu tinh nàng có tinh xảo vô cùng tướng mạo cùng không thể bắt bẻ dáng người hoặc nhìn tựa như một cái thu nhỏ lại bản nhân loại bối thượng trường một đôi chuồng chuồng nữa trong suốt cánh cùng chuyện cổ tích trung hình tượng giống nhau như đúc tiền bối là yêu tinh mít treo hưng phấn mà bắt lấy riêng cánh tay đại kinh tiểu quái mà kêu sợ hãi yêu tinh đáng yêu dung mạo đối tuyệt đại đa số thiếu nữ mà nói đều có không thể ngăn cản lực sát thương chúng ta yêu cầu một ít trên đường ăn đồ ăn cùng lương khô đóng gói mang đi riêng không để ý đến mít treo trực tiếp đối yêu tinh nói thịt khô cùng rau ngâm, có thể chứ? Có thể. Cho ta ba người phân lượng. Ân. Ừ. Thuận tiện lại đến một lọ các ngươi nơi này bí chế hoa ăn thịt người mật trụ. Ba người phân lương khô tam cái bạc khăn mễ, hoa ăn thịt người mật trụ một quả kim khăn mễ, tổng cộng 23 bạc khăn mễ. Thỉnh tới trước quầy tới đài thọ. Tốt. Rim móc ra túi tiền, đếm đếm, các ngươi nơi này ác kim đồng vàng cùng bạc khăn mễ tỷ giá hối đoái là nhiều ít. Ác kim đồng vàng cùng kim khăn mễ đồng giá một quả ác kim đồng vàng đổi 20 bạc khăn mễ. Cấp. Dream đem một quả kim khăn mễ cùng với tam cái bạc khăn mễ đưa qua, phóng tới quầy thượng. Phía trước làm buôn bán từng đã nói với Dream, ác kim đồng vàng cùng bạc khăn mễ chi gian tỷ giá hối đoái là 1 giờ 23 phút, nhưng là dân gian tỷ giá hối đoái lại rất khó làm được cùng phía chính phủ đồng bộ. Bởi vậy thực tế tiêu phí trung, phi bổn quốc tiền mua sắm năng lực thông thường đều sẽ so thực tế sức mua hơi chút thấp một ít. Tiểu yêu tinh vung tay lên, tiền như là bị vô hình tay bắt lấy bay lên, sau đó phi vào sau quầy trong ngăn kéo. Thỉnh chờ một lát. Tiểu yêu tinh phi vào sau quầy. Đúng lúc này, tên kia vẫn luôn ở mân mê một chậu thực vật huynh quý tinh linh rốt cuộc thu phục trong tay công tác, ngẩng đầu lên, một đôi thiêu đốt màu xanh lục ngọn lửa hai mắt nhìn về phía riêng. Đó là một đôi giống như ngọn lửa hai mắt. Không, kia căn bản chính là hai luồng thiêu đốt màu xanh lục ngọn lửa, chỉ là bị cặp mắt kia nhìn chầm chầm khiến cho người cảm thấy một loại cường đại uy áp, giống như đối mặt nguy nga, trọng lớn vô biên thiên nhiên, trong lòng không tự chủ được mà sinh ra một loại vô pháp cùng chi chống lại cảm giác. Lại như là đứng ở trên vách núi, mà dưới chân chính là vạn trượng vực sâu. Tích, ngươi bị, kinh sợ. Gì? Đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở làm riêng nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Pháp sư đối tinh thần can thiệp kháng tính vốn dĩ liền tương đối cao, hơn nữa Grim làm một cái người xuyên Việt, linh hồn cường độ cũng viễn siêu tầm thường, cho nên Grim thực mau liền thoát khỏi tinh thần uy áp ảnh hưởng. Này! Chính là chân thật tinh thần uy áp sao? Trong trò chơi, kinh sợ cũng chỉ là một cái gì thường trạng thái, một cái icon, tuy rằng ảnh hưởng người chơi nhân vật nhưng là đối người chơi bản thân kỳ thật cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Kinh sợ, trạng thái, vô pháp khống chế nhân vật. Vậy an tâm mà đương cái vây xem ăn dưa quần chúng đi. Bởi vì NPC vô pháp đối người chơi tạo thành bất luận cái gì thương tổn, cho nên người chơi đối với những cái đó cường đại NPC không hề kính ý, vô luận cỡ nào cường đại NPC ở người chơi trong mắt đều cùng trong ngăn tủ tay ban sai không nhiều lắm không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Bởi vậy ở thực tế thừa nhận rồi một lần hoàng kim cường giả tinh thần uy áp sau, Rim phát hiện chân thật tinh thần uy áp so trong trò chơi tinh thần uy áp phải cường đại hơn nhiều. Chính mình phía trước vẫn là coi thường người chơi cùng NPC chi gian khác nhau. Tiền bối, ngươi làm sao vậy? Mít treo vẻ mặt tò mò mà nhìn Rim, ngươi như thế nào mồ hôi đầy đầu? Rim quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn Mít treo. Ngươi vừa mới không cảm nhận được áp lực sao? Mít treo, áp lực. Cái gì áp lực? Không. Không có gì. Kỳ quái, cái này một sư muội tử chẳng lẽ còn có cái gì che giấu thiên phú không thành. Hắc thiết tinh nhuệ, bạc trắng huyết mạch, hoàng kim ý chí. Mỗi một cái hoàng kim cường giả đều có được đủ để vặn vẹo hiện thực tinh thần lực, bởi vậy bị hoàng kim cường giả nhìn chăm chú, tình hình lúc ấy tiến hành một lần kinh sợ, phán định, không thông qua tắc sẽ lâm vào kinh sợ trạng thái. Riêng phía trước hiển nhiên chính là đã chịu hoàng kim ý chí ảnh hưởng, tiến vào kinh sợ trạng thái bất quá grim ỷ vào chính mình cường đại tinh lực thực mau liền thoát khỏi ảnh hưởng ở grim xem ra nếp treo là một cái bạch bản mục sư nhiều ít cũng nên sẽ đã chịu ảnh hưởng mới đúng nét nhưng mà nàng thoạt nhìn tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng này liền có điểm làm người nghiền ngẫm đúng lúc này yêu tinh từ tủ mặt sau bay ra tới khách nhân ngài muốn lương khô đã chuẩn bị tốt yêu tinh hơn nữa đem mấy cái dùng lá cây đóng gói đồ ăn cùng với một bình nhỏ hoa ăn thịt người mật trụ giao cho grim tốt cảm ơn rim vương tay nhưng là lại phát hiện chính mình tay đang run rẩy gặp quỷ thân thể của ta tinh thần thường rim đã thoát khỏi vừa mới kia cổ tinh thần uy áp ảnh hưởng nhưng là thân thể lại vẫn cứ có chút không chịu khống chế loại cảm giác này thật không dễ chịu rim vội vàng dùng một cái tay khác đè lại chính mình cánh tay đồng thời đối mitchell nói mitchell cho ta thượng một cái tiêu trừ sợ hãi gì tiền bối ngươi vừa mới kêu tên của ta mitchell vẻ mặt kinh hỉ rim đừng nói vô nghĩa. Chiếu ta nói làm. Hiện tại không phải nói xấu thời điểm. Nga, là. Tuy rằng không rõ Grim đến tột cùng làm sao vậy, nhưng Mitchell vẫn cứ dựa theo Grim phân phó bắt đầu tiến hành cầu nguyện, bác ái đại địa chi mẫu A, thỉnh ngài phù hộ linh hồn của hắn rời xa mê mang cùng sợ hãi. Đương Mitchell đem tiêu trừ sợ hãi gây tới rồi Grim trên người khi, Grim chỉ cảm thấy cả người chấn động mát lạnh, lúc sau tay không rung lên, chân không tê rồi, thân thể cảm quan cũng rốt cuộc khôi phục bình thường. Grim nhéo nhéo nắm tay, duỗi tay từ quầy thượng cầm lấy lương khô cùng hoa ăn thịt người mật trụ, nhanh chóng rời đi tử quán. Đáng chết! Xem ra ta phải chạy nhanh hoàn thành ta huyết mạch nhiệm vụ, nếu không ở hoàng kim cường giả trước mặt căn bản một chút sức phản kháng đều không có. Riêng ở trong lòng ám đạo. Chương 43, Hoàng Kim Giai Uy Năng Tiêu trừ sợ hãi sau cảm giác phi thường kỳ diệu, cảm giác chính mình trở thành thế giới chúa tể, lòng tự tin nghiêm trọng bành trướng, tự hồ vô luận chuyện gì đều có thể làm được. Nhưng cũng may Grim lý trí còn ở, rõ ràng mà biết chính mình nên làm cái gì, muốn làm cái gì, cho nên Rim cũng không có làm ra bất luận cái gì xúc động hành vi, mà là nhanh chóng rời đi tử quán. Lữ quán bên ngoài, Salom nhìn đến Rim từ lữ quán trung ra tới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chủ! Rim, ngươi làm sao vậy? Salom phát hiện Rim trạng thái tự hồ có chút không thích hợp. Không có việc gì, chỉ là đã chịu thần thuật, tiêu trừ sợ hãi, ảnh hưởng. Rim đem trong tay lương khô đưa cho Salom, bỏ vào trong bao đi. Tốt! sa tiếp nhận lương khô đem chúng nó bỏ vào túi du lịch chung chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi viêm nhìn thoáng qua phía sau lữ quán đoàn người vội vội vàng vàng mà rời đi tự nhiên nhà đi rồi trong chốc lát sau Mitchell treo rốt cuộc nhịn không được trong lòng tò mò mở miệng dò hỏi đúng rồi viêm tiền bối phía trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vì cái gì ngươi sẽ đột nhiên đột nhiên làm ta đối với ngươi sử dụng thần thuật viêm biểu môi vẻ mặt khó chịu mà mở miệng nói không thể hiểu được mà ăn một phát hoàng kim cường giả tinh thần uy áp, cho nên làm ngươi sử dụng thần thuật giúp ta giải trừ dị thường trạng thái. Hoàng kim cường giả. Mitchell hoảng sợ, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện hoàng kim cường giả. Lữ quán cái kia tinh linh chính là hoàng kim giai cường giả. Tinh linh. Không có A, à, ta chỉ có thấy một con yêu tinh cùng với một cái ban ngày ban mặt không mặc quần áo biến thái. Rim. Ngươi nói cái kia biến thái chính là ta nói tinh linh. Chuyện này không có khả năng. Mitchell kêu sợ hãi ra tiếng, Tuy rằng ta chưa thấy qua chân chính tinh linh, nhưng là cái kia cả người cơ bắp biến thái cùng trong truyền thuyết tinh linh căn bản một chút đều không dính biên. Rim khóe miệng hơi hơi run rẩy, ta biết ngươi vô pháp tiếp thu, bất quá đây là sự thật. Ngươi không thấy được hắn kia đối nhỏ nhọn, nhọn lỗ tai sao? Mitchell sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Không phải nói tinh linh đều là tuấn mỹ, ưu nhã sao? Vì cái gì ta gặp được tinh linh sẽ là một cái cả người cơ bắp biến thái đại thúc? Mitchell đã chịu rất lớn đã kích, qua một hồi lâu mới hoãn lại đây thật không nghĩ tới cái kia tinh. Tinh linh cư nhiên là một người trong truyền thuyết hoàng kim cường giả. Mitchell hít sâu một hơi, bình phục một chút trong lòng chấn động, chính là hắn trừ bỏ không có mặt quần áo ngoại, địa phương khác thoạt nhìn thực bình thường a. À. Ngươi cho rằng hoàng kim cường giả sẽ thân khoác ráng màu đỉnh đầu thánh quan không thành. Huống chi đờ ruôi nhóm bản thân chính là một cái am hiểu che giấu tự thân hơi thở chức nghiệp. Ẩn nút cùng che giấu là tuyệt đại đa số động vật bản năng, đờ ruôi tuy rằng không giống thích khách như vậy dốc lòng với ẩn nấp, nhưng là lại cũng không phải dễ dàng như vậy bị người nhìn thấu thực lực. Mitchell có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Hoàng kim giai cường giả cũng không phải là cải trắng, đối với hoàng kim cường giả, Mitchell chỉ là nghe nói qua còn chưa bao giờ gặp qua, không nghĩ tới vừa mới ra xa nhà là có thể gặp được một cái. Hắc thiết tinh nhuệ, bạc trắng huyết mạch, hoàng kim ý chí. Ở nhân loại giữa, hắc thiết giai đã coi như là tinh nhuệ, rất nhiều địa phương dân binh đội trưởng cũng liền cái này cấp bậc, mà bạc trắng giai trên cơ bản đều là quý tộc đến nỗi hoàng kim giai trên cơ bản đều là thống trị một phương lĩnh chủ, là mít treo căn bản vô duyên gặp nhau đại nhân vật. Không nghĩ tới loại này hẻo lánh tiểu địa phương một cái lữ quán lão bản thế nhưng sẽ là một người hoàng kim giai cường giả. Hoàng kim cường giả như thế nào sẽ tại đây loại hẻo lánh tiểu địa phương khai một gian nho nhỏ lữ quán? Mít treo cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, một người hoàng kim giai cường giả vô luận ở đâu đều sẽ đã chịu tôn kính đi. Chịu tôn kính. Nếu thân phận thật của hắn bại lộ, vô luận ở đâu đều sẽ đã chịu bao vây tiểu trừ mới đúng. Grim liếc Mitchell liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà mở miệng nói, bởi vì tín ngưỡng. Thân là một sư Mitchell nháy mắt đã hiểu, rừng rậm nữ sĩ tín đồ sao? Không sai, là rừng rậm nữ sĩ tín đồ, hơn nữa vẫn là cùng tín đồ, lập chí muốn cho toàn bộ thế giới trở về thiên nhiên cái loại này cùng tín đồ. Loại này nguy hiểm phần tử vô luận đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu người thống trị nhóm trọng điểm chú ý. Mitchell cúi đầu nghĩ nghĩ, giống như tò mò bảo bảo lại lần nữa mở miệng dò hỏi, đúng rồi, tiền bối ngươi vừa mới nói tinh thần uy áp lại là cái gì? Tinh thần uy áp A, à, phim dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, hắc thiết tinh nhuệ, bạc trắng huyết mạch, hoàng kim ý chí, đây là các giai tầng đối lực lượng khái quát, hoàng kim giai lớn nhất đặc điểm liền ở chỗ này, cá nhân ý chí có thể trực tiếp can thiệp thậm chí vạn vẹo thế giới hiện thực. Mỗi một cái hoàng kim giai đều có được cực kỳ cường đại tinh thần lực, bởi vì chủng tộc, chức nghiệp bất đồng, tinh thần lực vận dụng phương thức cũng có điều bất đồng, mà tinh thần uy áp còn lại là trong đó ai đều có thể nắm giữ, Đơn giản nhất thô bạo một loại vận dụng phương thức. Tỷ như, kiếm khách gần bằng vào khí thế là có thể giết người, cự long long uy có thể làm phạm vi lớn nội sinh vật lâm vào khủng hoảng, này đó đều là một loại tinh thần uy áp. treo gật gật đầu, tự hồ có điểm minh bạch, nghe nói long tộc sẽ đối sở hữu phi long sinh vật tạo thành uy ác người nhát gan thậm chí có khả năng trực tiếp bị hù chết. Nhát gan? Này nhưng cùng nhát gan không nhát gan không quan hệ, mà là ở chỗ thân thể cùng tinh thần có không chống đỡ được. Viêm dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, tinh thần uy áp không chỉ có tác dụng với tinh thần đồng thời còn sẽ tác dụng với thân thể nếu không có tiếng dai bạc trắng dai kích hoạt trong huyết mạch lực lượng liền tính lá gan của ngươi lại đại cũng có khả năng chết vào tinh thần uy áp giữa viêm tuy rằng đã thức tỉnh rồi huyết mạch nhưng là cùng bạc trắng dai thể chất vẫn cứ có rất lớn trên lệch cho nên thân thể vẫn cứ đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng nếu đổi thành giống nhau người thường nói không chừng trực tiếp đã bị sợ tới mức trái tim sậu đình cũng nói không nhất định chính là vì cái gì ta không có đã chịu ảnh hưởng bởi vì ngươi gia lão đại là đại địa chi mẫu, cho nên cái kia rừng rậm nữ sĩ cùng tín đồ chỉ đối ta phóng thích tinh thần uy ác. Nét, tuy rằng Mitchell chỉ là một cái học đồ cấp bậc kiến tập mục sư, nhưng dù sao cũng là cái mục sư. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, thiện lương trận doanh tín đồ thông thường sẽ không đối hữu hảo trận doanh mục sư làm ra mạo phạm hành vi, đây là đối thần chi cơ bản nhất tôn trọng. Thì ra là thế. Mitchell nghĩ nghĩ, đúng rồi, tiền bối, tinh thần uy áp là cái gì cảm giác? Thân thể không chịu khống chế, chẳng sợ sau lại tinh thần thượng đã khôi phục bình tĩnh nhưng thân thể vẫn cứ không chịu khống chế cảm giác giống như là tê liệt giống nhau thẳng đến ngươi cho ta phóng ra một cái tiêu trừ sợ hãi sau ta mới hoàn toàn lấy về thân thể quyền khống chế căn cứ riêng phân tích tinh thần uy ác mang đến kinh sợ ở hiệu quả không chỉ có tác dụng với tinh thần đồng thời còn trực tiếp tác dụng với thân thể hệ thần kinh cho nên liền tính chính mình tinh thần có thể làm lơ tinh thần uy ác yếu ớt thân thể cũng khiên không được mà này chỉ sợ cũng là trong trò chơi cần thiết bạc trắng dai sau mới có thể ngăn cản tinh thần uy ác nguyên nhân. Rim hiện tại thật sự có chút hoài niệm người chơi thời đại. Không cần rửa mặt đánh răng tắm rửa, cũng không dùng tới VWC, vô luận tình huống như thế nào hạ đều có thể bảo trì ưu nhã. Rim hiện tại vô cùng khát vọng tiếng dai bạc trắng dai, chỉ có tiếng dai bạc trắng dai sau, chính mình thân thể mới có thể chống đỡ được tinh thần uy ác, không đến mức tái xuất hiện nào đó làm người cảm thấy xấu hổ tình huống. Rim liếc mắt một cái chính mình huyết mạch nhiệm vụ chạy nhanh hoàn thành cái này huyết mạch nhiệm vụ sau liền đi thăng cấp đi. Lúc này, grim đối với thăng cấp khát vọng trở nên càng thêm mãnh liệt. Đúng lúc này, đi ở grim phía sau salon đột nhiên mở miệng nói, "Chủ nhân, ngài tinh thần đã khôi phục bình thường sao?" grim nện bước hơi hơi cứng đờ. "Chủ nhân?" Cỡ nào mỹ diệu một cái từ. Chương 44, salon chủ nhân. "Ngươi kêu ta cái gì?" grim kích động mà nhìn về phía salon, "Ngươi vừa mới kêu ta chủ nhân. Ngươi thật sự nguyện ý khi ta người hầu?" tiến vào lữ quán phía trước salon hứa hẹn Grim nhưng không có quên chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội mở miệng mà thôi cho nên mới sẽ cùng Mitchell có một vụ không một vụ nói chuyện phím salon nhìn Grim, hít sâu một hơi tự hồ hạ quyết tâm nếu ngài đã khôi phục bình thường như vậy chúng ta liền đem nghi thức cấp bổ toàn đi nga ta nên làm như thế nào Grim trong lòng nhịn không được nhảy nhót trước mắt tình hình có thể so chơi thẻ bài trò chơi triều trung không chấm một phần trăm xác suất không xuất bản nữa hạn định SSR tạp còn muốn cho người kích động Sa hít sâu một hơi, ở Grim trước mặt quỳ xuống, cũng đem chính mình trên đầu hầu gái đồ trang sức lấy xuống dưới hướng Grim hai tay dâng lên, ta, Sa thí chủ giả nguyện ý phụng trước mắt người là chủ, không rời không bỏ, sinh tử tương tùy. Thỉnh chủ nhân vì ta đeo thượng cái này đồ trang sức đi. Grim kích động mà tiếp nhận đồ trang sức, nhẹ nhàng mà vì Sa mang lên. Kế ước thành lập. Sa từ trên mặt đất đứng lên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ nhân của ta. Ân. Ừ. Cứ như vậy. Grim vẽ mặt mộng bức, không phải còn muốn đến một cái ma pháp khế ước sao? Khế ước chúng ta đã sớm đã định rồi, yêu cầu bổ thượng chỉ là nghi thức mà thôi. Cái kia chỉ là lâm thời chủ tớ khế ước A. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cùng ta ký kết chính thức khế ước đâu. Tuy rằng không phải chính thức khế ước nhiều ít làm Grim cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là Grim tin tưởng chính mình sớm hay muộn có thể lâm thời công chuyển chính thức. Không đúng, là từ lâm thời chủ nhân chuyển chính thức. Được đến Salon tán thành sau, Rin rốt cuộc không cần lo lắng chính mình sẽ gặp được Salom trong trò chơi cái kia, nguyên chủ nhân. Lấy Rin đối Melodia chiến đấu hầu gái hiểu biết, chỉ cần chủ nhân không phải quá không xong, tuyệt đại đa số ký kết lâm thời khế ước chiến đấu hầu gái nhóm cuối cùng đều đem khế ước thăng cấp vì chính thức khế ước. Melodia chiến đấu hầu gái danh dự phi thường hảo. Căn cứ Rin kiếp trước ký ức, Melodia chiến đấu hầu gái chưa từng có phản bội chủ nhân. Đương nhiên, căn cứ lịch sử kinh nghiệm, Salom khả năng sẽ trở thành trong đó số lượng không nhiều lắm ngoại lệ, nhưng kia chỉ là một cái ngoài ý muốn. Rin tin tưởng chính mình chỉ cần cẩn thận một chút, đừng giống trong trò chơi cái kia ngốc xoa quý tộc thiếu niên như vậy ra cửa đánh bốt lại không mang theo người hầu, ngạnh muốn một người lãng. Kết quả mới tạo thành lúc sau kia liên tiếp bi kịch, cuối cùng thậm chí bị Salon trở thành hại chết chính mình chủ nhân hung thủ, chết thảm ở Salon trong tay. Rin tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không phạm cái loại này cấp thấp sai lầm. Giảng đạo lý, Salon chính là chính mình trên tay duy nhất một trương SSR tạp, làm một cái người chơi nào có ra cửa đánh bốt thời điểm không mang theo thượng chính mình chủ lực. Xuyên qua không đến một vòng liền đạt được một cái cực phẩm người hầu, Dream đối chính mình tương lai tràn ngập nhiệt tình cùng chờ mong. Có sức chiến đấu rõ ràng khai quải xa lôn Dream hoàn toàn có thể trước tiên thực thi rất nhiều kế hoạch, chẳng sợ chỉ là làm nàng mang theo chính mình đi luyện cấp cũng có thể đại biên độ đề cao thăng cấp hiệu suất, đương nhiên, này hết thảy đều đến chờ đến giải quyết cái này hố cha huyết mạch nhiệm vụ sau mới được. Tưởng tượng đến chính mình huyết mạch, Dream liền cảm thấy 12 phần tàn niệm. Nói thật ra này phá huyết mạch còn không bằng không có đâu. Nếu không có cái này huyết mạch liên lụy, chính mình hoàn toàn có thể ở một tháng có thể tiến giai bạc trắng giai, từ đây. Đúng lúc này, Sa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn không trung, chủ nhân, hôm nay tựa hồ muốn trời mưa. Riêng ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn tính bầu trời trong xanh. Tuy rằng hiện tại không trung còn thực sáng sủa, đối với Sa phán đoán Rim lại không có bất luận cái gì hoài nghi. Áo đặc lan núi non ngăn cản đến từ phương nam gió mùa, mỗi khi cuối xuân đầu hạ thời điểm, Paromia vương quốc liền sẽ tiến vào nhiều vũ mùa, thường thường mà liền sẽ tới một hồi mưa to. Nước mưa mang đến hơi nước, dễ chịu cây nông nghiệp, nhưng là đối với người lữ hành mà nói này lại không phải cái gì tin tức tốt. Rim, người phỏng chừng vũ còn muốn quá bao lâu mới có thể rơi xuống. Chỉ là trong không khí thủy nguyên tố biến nhiều, khả năng, sa nghỉ nghĩ nghĩ, khả năng hôm nay buổi tối sẽ trời mưa đi. Đại gia nhanh hơn nện bước. Rim nóng nảy, đi nhanh điểm nói chúng ta có lẽ có thể đang mưa phía trước đến phía trước thôn giả ngoại lữ hành sợ nhất gặp được các loại ác liệt thời tiết. Mưa to sẽ mang đến hơi ẩm, hút đi người lữ hành nhiệt lượng, dẫn tới người lữ hành sinh bệnh. Muốn dừng lại bước chân cắm trại cũng không quá khả năng, bởi vì riêng đoàn người không có lều trại, phụ cận cũng không có sơn động có thể làm riêng đoàn người tránh mưa, tổng không thể vẫn luôn ngốc tại giả ngoại gặp mưa đi. Lấy riêng trước mắt thể chất ở trong mưa ngủ nói sinh bệnh xuất tuyệt đối vượt qua 90%. Riêng đoàn người nhanh hơn nện bước, bất quá lúc chạm vạn, trên bầu trời vẫn là hạ mưa to, đem riêng đoàn người toàn bộ đều bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Xem ra trời tối phía trước không có biện pháp đuổi tới thôn. Dream liếc mắt một cái hệ thống bản đồ, sau đó hồi ức một chút trong trí nhớ bản đồ tình huống. Dream cũng không có mang ôn rừng rậm địa phương tri thức cấp bậc, cho nên chỉ có đã thăm dò khu vực bản đồ, địa phương khác đều là một mảnh sương mù, nhưng là Dream có kiếp trước ký ức, tuy rằng không đến mức nhớ kỹ sở hữu bản đồ nhưng đối với những cái đó quan trọng lộ tuyến cùng địa điểm vẫn là có ấn tượng. Mitchell, ngươi thể lực còn có thể kháng được sao? Gì? tiền bối, ngài kêu tên của ta. Thiếu nữ cảm thấy có chút kinh hỉ. Hừ. Hôm nay hành quân gấp. Dầm mưa đi tới, không đến thôn không nghỉ ngơi, nếu ngươi có thể đuổi kịp nói, ta liền tạm thời tán thành ngươi đi. Tốt, tiền bối. Ta sẽ không rơi xuống. Tay mơ thiếu nữ bị riêng khơi dậy ý chí chiến đấu. Nước mưa mang đi thân thể nhiệt lượng, đối mọi người thể lực là một cái thật lớn khảo nghiệm, bất quá bởi vì phía trước trước tiên ăn qua bữa tối, cho nên mọi người thể lực còn có thể kháng được nhưng là Grim biết này cũng không thể lâu dài. Grim ở trong lòng tính ra một chút khoảng cách, nhanh hơn nền bước. Bóng đêm thực mau liền buông xuống, toàn bộ thế giới đều trở nên một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nghe được ào ào tiếng mưa rơi. May mắn chính là, nét Grim cùng Salom đều có thể trong bóng đêm coi vật, bất hạnh chính là Mitchell cũng không cụ bị loại này siêu phàm tầm nhìn, đại đại liên lụy đội ngũ tốc độ. Grim, Mitchell, để ý, trên mặt đất có cái vũng nước. Mitchell bắt lấy Grim cánh tay, kinh hồn tán đảm mà đi phía trước đi tới. Dream nhìn bản đồ, tính ra một chút khoảng cách cùng với bên ta tốc độ. Mitchell, sử dụng chiếu sáng thuật đi. Không cần tiết kiệm phát thuật vị. Lấy Mitchell cấp bậc, chiếu sáng thuật liên tục thời gian thập phần hữu hạn, nhưng là lại có thể đại biên độ đề cao Mitchell tốc độ. Nghe được Rin nói, Mitchell rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sờ soạn đi tới cũng không phải là cái gì hảo thể nghiệm. Ngắn mũi cầu nguyện sau, một cái nhu hòa quan cầu xuất hiện ở giữa không trung, xua tan chung quanh hắc ám. Chạy lên. Cực nhanh đi tới, Dream mệnh lệnh nói, có chiếu sáng thuật, miếp treo tốc độ đề cao không ít, cho dù nhanh chóng chạy vội cũng không thành vấn đề. 5 phút sau, chiếu sáng thuật dập tắt, mọi người tốc độ lại lần nữa chậm lại. Dream thở hỗn hển mấy khẩu khí thô, mở miệng nói, sờ soạn đi tới, chậm rãi đi, thuận tiện khôi phục thể lực. Chờ thể lực khôi phục đến không sai biệt lắm sau lại dùng chiếu sáng thuật. Đoàn người gián đoạn tính mà tiến hành chạy vội, tốc độ cuối cùng là tạm thời nhắc lên, nhưng là đương pháp thuật vị dùng đến không sai biệt lắm sau. Mít treo lại lần nữa lâm vào sờ soạn đi tới quẩn cảnh, mọi người tốc độ lại lần nữa chậm lại. Cuối cùng một cái pháp thuật vị lưu trữ, không cần dùng. Rim nhìn nhìn bản đồ, khoảng cách đã không xa, chậm rãi đi thôi. Đúng lúc này, Salon đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân, bên phải xuất hiện cường đại ma lực nguyên. Chương 45, đêm mưa thôn trang nhỏ. Bởi vì mưa to, rất nhiều sinh vật đều tránh ở sào huyệt trung tránh mưa, nhưng vẫn cứ có số ít sinh vật rời đi sào huyệt, đi ra ngoài tìm tìm thực vật. Nếu là trong tình huống bình thường, Grim rất vui lòng gặp được loại này kinh nghiệm giá trị, nhưng là hiện tại Grim chỉ nghĩ mau chóng bày quán phiền toái, đến phụ cận thôn. Sách Mitchell, sử dụng chiếu sáng thuật, chúng ta gia tốc tiến lên. Grim không chút do dự làm Mitchell sử dụng cuối cùng một phát chiếu sáng thuật, sau đó đoàn người trực tiếp gia tốc vọt qua đi. Sinh vật đều là yêu quý sinh mệnh, cái loại này không muốn sống sinh vật là không tồn tại, bởi vậy rất ít có đêm hành tính sinh vật sẽ chạy đến chiếu sáng đi xuống tập kích nhân loại, đặc biệt là đương mục tiêu có được sức chiến đấu thả không ngừng một người thời điểm bởi vậy đương biết treo dùng ra chiếu sáng thuật sau salon trong miệng cái kia ma lực nguyên thực mau liền từ bỏ riêng đoàn người động vật đều minh bạch không muốn chết sẽ không phải chết đạo lý này bởi vậy trừ phi là bất đắc dĩ hoặc là có nắm chắc toàn thân mà lui nếu không chúng nó là sẽ không dễ dàng tập kích có sức chiến đấu nhân loại riêng đoàn người thực thuận lợi mà thông qua không biết sinh vật mai phục địa chiếu sáng thuật liên tục thời gian là hữu hạn ở chạy một chặng đường sau chiếu sáng thuật liền lại lần nữa dập tắt, thế giới lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám giữa. Mitchell vội vàng bắt được Grim cánh tay, tiền, tiền bối, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chậm rãi đi thôi, Grim lau một phen trên mặt nước mưa, than khẩu, đã không xa. Đội ngũ trung có một cái không cụ bị siêu phàm tầm nhìn đơn vị, đại đại liên lụy đội ngũ đi tới tốc độ, nhưng cũng may lúc này khoảng cách mục đích địa đã không xa. Châm một thôn là ở vào mang ôn rừng rậm bên cạnh một tòa thôn trang nhỏ, nô thuộc về Grapa Cảng, vị trí vị trí lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường chính, toàn bộ trong thôn dân cư bất quá hơn trăm người, cũng không có gì đặc sản, trừ bỏ mỗi năm thu thuế thời điểm có quan viên sẽ đến ngoại, ngày thường ngay cả lữ hành thương đều rất ít thăm. Đường riêng căn cứ kiếp trước ký ức cùng với ở hệ thống bản đồ dưới sự trợ giúp đến thôn trang này khi, đã là đêm khuya. Đó là một người khẩu chỉ có hơn trăm người thôn trang nhỏ. Một chất hàng rào đem toàn bộ thôn vây quanh lên, hai cái chậu thang đặt ở cửa thôn Vũ Lều Hạ, xua tan chung quanh hắc ám, đồng thời cũng làm bất luận cái gì ý đồ tới gần thôn người hoặc giả thú không chỗ nào che giấu. Đương Rim cùng Sa Long tới gần thôn thời điểm, lập tức đã bị tháp canh thượng dân binh phát hiện. Người nào? Tháp canh thượng dân binh dơ cung tiễn, nhắm ngay Rim đoàn người nơi hắc ám. Chúng ta là từ phương Bắc chạy nạn lại đây người lữ hành, bởi vì mưa to duyên cớ, tưởng ở trong thôn nghỉ một đêm. Rim nói nháy mắt hấp dẫn dân binh lực chú ý, từ phương Bắc chạy nạn lại đây. Phương Bắc đã xảy ra chuyện gì sao? Ân. Uhm các ngươi chẳng lẽ còn không biết. Phương Bắc bạo phát vong linh thiên tai, không ít thôn đã đình trệ, ngay cả ước ân trấn tình huống cũng thực không ổn. Cái gì? Đối với thôn này còn không biết vong linh thiên tai sự, riêng nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Nhưng là suy xét đến thôn này cũng không ở tuyến đường chính thượng, giống nhau dân chạy nạn căn bản sẽ không trải qua nơi này, cho nên Rim cũng là có thể đủ lý giải. Bởi vì Rim mang đến tin tức thật sự là quá kính bạo. Dân binh ở cùng đồng đội tiến hành rồi ngắn ngủi mà thương lượng sau, liền mang theo Rim đoàn người, thẳng đến thôn gia. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Thôn trưởng. Thôn trưởng. Dân binh thô bạo mà gõ vang lên thôn trưởng gia đại môn, hô to nói. Có lẽ là bởi vì dân binh động tĩnh quá lớn duyên cớ, đánh thức hài tử, trong phòng truyền đến một trận trẻ con tiếng khóc. Không bao lâu, một cái thoạt nhìn không sai biệt lắm có năm, 60 tuổi lão bá dẫn theo đèn dầu, mở ra môn, tom, ngươi liền không thể nhẹ một chút sao. Thôn trưởng, này ba cái người xứ khác vừa mới đi vào trong thôn, nói ước ân trấn đã rơi vào vong linh trong tay. Cái gì? Thông trưởng ánh mắt một ngưng, đem tầm mắt đầu hướng về phía Grim đám người trên người, các ngươi nói ước ân trấn bị vong linh chiếm lĩnh. Tại hạ Grim, hai vị này là ta đồng bạn. Chúng ta dầm mưa đuổi một ngày đường, hiện tại lại lãnh lại mệt, xin hỏi các ngươi nơi này có lữ quán sao? Grim im bặt không nhắc tới vong linh sự. Thông trưởng nhìn chầm chầm Grim nhìn trong chốc lát, quan sát một phen Grim đoàn người quần áo trang điểm, Grim đoàn người thoạt nhìn thập phần chật vật, nhưng là thôn trưởng đanh đá chua ngoa ánh mắt vẫn cứ có thể từ giữa nhìn ra trước mắt này nhóm người thân phận một người đại địa chi mẫu mục sư một người quần áo tổn hại nghiêm trọng hầu gái một người cách nói năng thỏa đáng thiếu niên mục sư hầu gái thiếu niên cái này tổ hợp làm người không tự chủ được mà liên tưởng đến một cái truyền kỳ mạo hiểm chuyện xưa trung cảnh tượng gặp nạn quý tộc thiếu niên mang theo chính mình người hầu cùng người hầu trải qua trăm cây ngàn đắng cuối cùng đoạt lại chính mình lãnh địa trùng kiến gia viên xem ra các ngươi tự hồ sát thật trải qua quá không ít chuyện. Thôn trưởng tránh ra môn, trong thôn không có lữ quán, các ngươi có thể ở nhà ta phòng cho khách nghỉ ngơi một đêm. Theo thôn trưởng từ cửa tránh ra, viêm rốt cuộc thấy rõ trong phòng tình huống. Đó là một cái thập phần rộng mở phòng khách, trang hoàng thoạt nhìn rất có vài phần giáo hội phong cách, tận cùng bên trong còn bày một cái loại nhỏ tế đàn. Tế đàn phía trên, quang minh thần ba la thánh huy tản ra mỏng manh quang mang. Có thể thuận tiện giúp ta chuẩn bị điểm đồ ăn cùng nước ấm sao. Ta tưởng tắm nước nóng, nếu không sẽ sinh bệnh. Rim lấy ra một quả đồng vàng đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng xem xét Rim đoàn người, nhận lấy đồng vàng, nước ấm yêu cầu chờ một lát, các ngươi trước cùng ta đi trong phòng đi. Thôn trưởng mang theo Rim đoàn người đi vào trong phòng, phòng cho khách chỉ có một gian, bất quá không phòng còn có không ít. Nếu các ngươi không ngại ngủ dưới đất nói, ta có thể vì các ngươi lại chuẩn bị một gian phòng trống. Rim, ân. Nét phiền toái ngươi. Phương Bắc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? thôn trưởng bắt đầu hướng Dream hỏi thăm phương Bắc tình huống. Tình huống rất nghiêm trọng. Bởi vì thôn trưởng đã đồng ý Rim đoàn người tại đây ngủ lại, cho nên Dream cũng không có đêm này đó tình báo cất giấu, trước mắt đã biết bạc diệp trấn đã bị vong linh chiếm lĩnh, ước ân trấn cũng lâm vào vong linh vây quanh giữa, cụ thể tình huống không rõ. Như vậy a, à, thôn trưởng cao mày, chẳng lẽ hắc thạch pháo đài ra trạng huống? Nếu hắc thạch pháo đài xảy ra vấn đề, nơi này đã sớm bị vong linh bao phủ. Rim phủ định nói, hẳn là có địa phương nhân loại quý tộc phản bội vương quốc, đầu phục vong linh. Tinh vong linh, đến vĩnh sinh. Đối với nhân loại quý tộc mà nói, vĩnh sinh dụ hoặc lực cũng không phải là dễ dàng như vậy ngăn cản, nếu không phải bởi vì đại giới quá lớn, di chứng quá nhiều, vong linh đã sớm nhất thống thiên hạ. Thôn trưởng khẽ nhíu mày, tự hỏi Grim nói trung đến tục cùng có vài phần mức độ đáng tin. Ở thôn trưởng dẫn dắt hạ, Dream đoàn người đi tới thôn trưởng gia lầu hai gác mái. Đó là một gian thập phần đơn sơ phòng cho khách, trừ bỏ một chiếc giường cùng cái bàn ngoại cái gì đều không có. Thông trưởng bật lửa trong phòng một trảng đèn dầu, nơi này là phòng cho khách, bên cạnh còn có một gian phòng trống. Đợi chút ta làm người cho các ngươi lấy chăn lại đây. Tốt, phiền toái ngài. Không có việc gì. Thông trưởng nói xong liền rời đi phòng. Rim đi bên cạnh phòng nhìn nhìn. Bên cạnh phòng hoàn toàn chính là một cái phòng trống, cái gì đều không có, nhưng là làm một cái lâm thời che mưa trắng gió địa phương đến cũng miễn cưỡng vậy là đủ rồi. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Ai ngủ phòng cho khách, ai ngủ phòng trống. Chương 46, Hầu Gái Kiên Trì Salon, ngươi cùng treo ngủ cách vách, ta ngủ bên này đi. Loại này thời điểm trừ bỏ phát huy nữ sĩ ưu tiên thân sĩ tinh thần ngoại còn có mặt khác lựa chọn sao? Nhưng là Grim kiến nghị lại bị Salon trực tiếp phủ quyết, ta cùng ngươi ngủ. Thiếu nữ, ngươi hảo mở ra. Mới là lạ. Bởi vì tinh thần liên hệ, Grim tuyệt đối sẽ không hiểu lầm Salon ý tứ. Tinh thần liên hệ truyền lại lại đây tin tức cũng không phải hai người cùng nhau lăn giường, mà là Salon muốn ngốc tại Grim bên người không đồng ý riêng một người ngốc. Vì cái gì? Rim cảm thấy có chút buồn bực. Trong trò chơi chiến đấu hầu gái lấy, trung thành độ cao cùng với tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh mà ra danh, như thế nào tới rồi chính mình nơi này liền thay đổi đâu. Hơn nữa phản đối thái độ còn như thế cường ngạnh. Melodia hầu gái thủ tục đệ nhị điều, bảo hộ. Bảo hộ chủ nhân là hầu gái thiên chức, chủ nhân sinh mệnh cùng vinh dự cao hơn hết thảy. Salon ngâm nga xong một đoạn Melodia chiến đấu hầu gái hầu gái thủ tục, trừ phi chủ nhân ngài thực lực vượt qua ta, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không rời đi ngài bên người. Hảo đi, vì minh bạch vì cái gì trong trò chơi hầu gái nhóm đều thực nghe lời nhưng là chính mình gia hầu gái lại không nghe lời. Dùng trong trò chơi cách nói, đó chính là, phim tuy rằng bởi vì vận khí bạo lều, ở trò chơi lúc đầu liền thuê tới rồi một người Melodia chiến đấu hầu gái, nhưng là lại còn ở vào quyền hạn chịu hạn chế, trạng thái, cần thiết hoàn thành đánh bại chiến đấu hầu gái, nhiệm vụ sau mới có thể giải trừ quyền hạn. Bởi vì Salon cự tuyệt cùng lim tách ra ngủ. Nguyên bản chỉ có một phương án phòng phân phối phương án cũng liền xuất hiện chi nhánh lựa chọn. Lựa chọn 1, Dream cùng Salon ngủ phòng trống, Mitchell ngủ phòng cho khách. Kết quả, Mitchell đối Dream hảo cảm độ bay lên, Salon hảo cảm độ giảm xuống. Tương lai triển vọng, thoát ly Salon tuyến, tiến vào Mitchell tuyến. Lại hoặc là tiến vào giao trẻ của tuyến, Salon hắc hóa sau xử lý Mitchell. Lựa chọn 2, Dream cùng Salon ngủ phòng cho khách, Mitchell ngủ phòng trống. Kết quả, Mitchell đối Dream hảo cảm độ giảm xuống. Salon hảo cảm độ bay lên. Tương lai triển vọng, phát limit cho tuyến, tiến vào salon tuyến. Hai cái lựa chọn, căn bản không cần do dự, cái kia đại nãi mục sư tuy rằng lớn lên manh manh đát, nhưng là lại không cách nào che giấu nàng chính là một cái trương ER tạp sự thật, mà Salon lại là một trương SSR hạng định tạp, giữa hai bên căn bản không có có thể so tính. Hảo đi, khiến cho cái kia đáng thương mục sư muội tử một người ở trống trải trong phòng rung bần bật đi. Ở SSR hạng định tạp trước mặt, rờ tạp gì đó liền không cần trông cậy vào chính mình có thể được đến ưu đãi. Đúng lúc này, mít treo từ bên ngoài nhô đầu ra, cái kia tiền bối, có thể bồi ta đi thượng vê đúc sao? Dream Salom, người bồi cái kia mất khống chế, ít đi đi một chuyến vê đúc xe đi. Melodia hầu gái thủ tục đệ nhị điều bảo hộ, bảo hộ chủ nhân là hầu gái thiên chức, chủ nhân sinh mệnh cùng vinh dự cao hơn hết thảy. Salom lại lần nữa ngâm nga một lần Melodia chiến đấu hầu gái hầu gái thủ tục hơn nữa lại lần nữa nhắc lại một lần phía trước nói trừ phi chủ nhân ngài thực lực vượt qua ta nếu không ta là tuyệt đối sẽ không rời đi ngài bên người rim vẻ mặt mộng bức vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy ta sợ có được quyền hạn ngược lại hạ thấp chính thức ký kết khế ước phía trước salon thông thường đều sẽ nghe theo rim phân phó ký kết khế ước sau ngược lại chỉ huy bất động salon salon ký kết khế ước phía trước chúng ta là hợp tác quan hệ người chết sống cùng ta không quan hệ ký kết khế ước sau chúng ta là chủ tớ quan hệ Ta cần thiết vì ngài sinh mệnh phụ trách. Đối mặt Salon kiên trì, Dream không có cách. Nhìn dáng vẻ trừ phi Dream có thể đánh bại Salon, nếu không Salon là sẽ không dễ dàng rời đi Dream bên người. Mitchell, ta có một cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Dream dùng xem kẻ đáng thương biểu tình nhìn Mitchell, nhà ta hầu gái cự tuyệt bồi ngươi đi thượng VWC. Duke's. Mitchell trên mặt biểu tình trực tiếp cứng lại rồi, kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Một người đi lạc. Dream nghĩ nghĩ, hiện tại lại không phải tại giả ngoại nếu ngươi ở trong phòng cũng không dám một người thượng vê đúc xe kia. Ngươi liền thật sự không cứu. Mít treo nhẹ nhàng cắn cắn môi, ta hiểu được. Ta sẽ nỗ lực thử xem. Ân, ừ, cố lên đi, chúc ngươi sớm ngày khắc phục bóng ma tâm lý. Mít treo xoay người rời đi. Nhìn rời đi Mít treo, Dream không khỏi mà sờ sờ cầm. Thật sự không thành vấn đề sao? Rốt cuộc bóng ma tâm lý loại đồ vật này chính là rất khó khắc phục. Sao không sao cả? Cùng lắm thì đợi chút ta bồi nàng đi là được. Mitchell rời đi sau, Rin cùng Salon quay trở về phòng cho khách. Salon đem cửa sổ mở ra, để thở, sau đó cầm lấy chính mình cái chổi, bắt đầu quét tước phòng vệ sinh. Làm Melodia hầu gái học viện học sinh, Salon gia chính chương trình học thành tích không tính ưu tú nhưng ít ra là đủ tư cách. Bởi vậy ở Salon nỗ lực hạ, trong phòng cho bụi thực mau liền trở thành hư không, toàn bộ phòng đều trở nên thoải mái thanh tân không ít. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Mitchell đã trở lại sao? Rim đi qua đi, mở ra cửa phòng. Ngoài cửa đứng đều không phải là Mitchell, mà là một người thoạt nhìn ước bốn, 50 tuổi lão phụ nhân. Thời gian ở nàng trên mặt để lại năm tháng dấu vết, thô ráp bàn tay to thượng che kín vết chai, thoạt nhìn tựa như một cái bình thường nông phụ. Khách nhân, ta giúp các ngươi đem thảm lông lấy tới. Lão phụ nhân trong lòng ngực ôm một ít nhan sắc cổ xưa thảm lông. Rim, cảm ơn. Rim đang chuẩn bị từ đối phương trong tay tiếp nhận thảm lông, đúng lúc này, Salon đột nhiên đi lên trước, chủ nhân, để cho ta tới đi. Sa từ lão phụ nhân trong tay tiếp nhận thảm lông, sau đó đem thảm lông phô ở trên mặt đất, hơn nữa đem này sửa sang lại hảo. Ai da, thật là một cái tuấn tiếu tiểu cô nương. Lão phụ nhân nhìn thoáng qua sa quay đầu đối riêng hỏi, ngài chẳng lẽ là quý tộc lão gia? Ngài xem ta giống quý tộc lão gia sao? Dream mở ra đôi tay, cười nói. Lão phụ nhân không khỏi mà đánh giá Rim, tuy rằng ngươi xuyên không giống quý tộc, nhưng là trên người của ngươi cái loại này khí chất tuyệt đối không phải người thường gia có khả năng có được. Rim nhún vai, không tỏ ý kiến. Người chơi khí chất cùng NPC khẳng định có rất lớn khác nhau. Lão phụ nhân cười tủm tỉm mà nhìn Rim. Rim không có phủ nhận, lão phụ nhân coi như hắn là cam chịu, đúng rồi, nghe nói bạc diệp trấn bị vong linh chiếm lĩnh, là thật vậy chăng? Rim, ta cũng hy vọng là giả, nhưng là rất nhiều chuyện cũng không sẽ thuận theo chúng ta hy vọng. Khi thật là thật là đáng sợ. Lão phụ nhân vẻ mặt lo lắng, các ngươi nhất định là tìm được đường sống trong chỗ chết đi. Xác thật có chút mạo hiểm. Lão phụ nhân cùng Grim nói chuyện phím trong chốc lát, nói bóng nói gió mà hỏi thăm chính mình muốn tình báo, mà Grim đối này cũng không có dấu giếm. Thực mau, lão phụ nhân liền đối phía bắc tình huống có một ít đại khái hiểu biết. Nhìn đến salon đã phô hảo giường đệm, lão phụ nhân rốt cuộc quyết định cáo từ rời đi. Nước ấm hẳn là đã không sai biệt lắm, nếu tưởng tắm rửa nói liền đến hậu viện đến đây đi. Lão phụ nhân nhìn nhìn Grim cùng salon, các ngươi chuẩn bị ai đi trước? Grim, ta đi trước đi. Mitchell kia nha đầu đi thượng VWC, cho tới bây giờ còn không có trở về, tự nhiên cũng cũng chỉ có Grim đi trước. Đi theo ta. Lão phụ nhân xoay người, hướng thang lầu đi đến. Salon, ta đi tắm rửa. Grim đối Salon nói một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Salon, chủ nhân, ta cũng cùng đi. Grim. Chương 47, Salon ngộ đạo. Cái kia. Hầu gái tiểu thư, ta là đi tắm rửa Nga, Grim nhược nhược mà nhắc nhở nói. Melodia hầu gái thủ tục đệ nhị điều, bảo hộ bảo hộ chủ nhân là hầu gái thiên chức, chủ nhân sinh mệnh cùng vinh dự cao hơn hết thảy. Salon lại lần nữa ngâm nga một lần Melodia chiến đấu hầu gái hầu gái thủ tục, trừ phi chủ nhân ngài thực lực vượt qua ta, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không rời đi ngài bên người. Rin chớp chớp mắt, nói cách khác ngươi tính toán cùng ta cùng nhau tắm rửa. Ngoại tào, đây là muốn bán phúc lợi. Rin trong đầu không khỏi mà hiện ra một ít không xong hình ảnh. Chủ nhân, hát là không đúng. Sách. Tinh thần liên hệ loại đồ vật này thật phiền toái, hơi không chú ý, ý nghĩ trong lòng liền tiết lộ, liền một chút riêng tư đều không có. Tuy rằng ý tưởng bại lộ, nhưng Rim đối với nhà tắm chờ mong lại một chút không giảm. Trong trò chơi nhà tắm, các loại mô sai, hoàn toàn không có phúc lợi đáng nói, nhưng là thế giới này nhưng không giống nhau a. À. Thế giới này nhưng không có mô sai loại người này thần cộng phẫn đồ vật. Rim tung ta tung tăng mà đi theo bác gái đi xuống lâu, thẳng đến hậu viện nhà tắm. Chịu sung sướng nữ sĩ Lê Nhi kéo ảnh hưởng, AOU thế giới cũng có cùng loại với la mã nhà tắm văn hóa, rất nhiều gia đình đều có rộng mở mà thoải mái nhà tắm. Thông trưởng gia nhà tắm ở vào hậu viện, tới gần phòng bếp, là một gian độc lập nhà gỗ nhỏ. Mười mấy mét vuông nhà gỗ nhỏ trung, một cái thật lớn hình vuông bể tắm trung mạo nóng hầm hập hơi nước. Rim đem bàn tay đi vào, thử thử độ ấm, thủy ôn không tồi. Khăn lông ở trên giá, nếu còn có mặt khác yêu cầu nói cứ việc cùng ta nói. Lão phụ nhân cười ha hả mở miệng nói. Thật là quá cảm tạ ngài. Rim chân thành tha thiết mà cảm tạ nói ha hả a à, các ngươi chậm rãi hưởng thụ. Lão phụ nhân nói xong kéo lên nhà tắm môn, đem Rim cùng Salon cùng nhau nhốt ở nhà tắm giữa. Lão phụ nhân rời đi, Rim đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía Salon, như vậy chúng ta liền cởi quần áo đi. Salon quần áo tổn hại nghiêm trọng, từ chính diện xem qua đi tựa như chỉ ăn mặc tạp về không có mặc quần áo giống nhau, nhưng kia chung quy chỉ là ảo giác. Rim phi thường chờ mong Salon quần áo phía dưới phong cảnh. Salon nhìn Rim liếc mắt một cái, bình tĩnh mà đem chính mình cái chổi bối ở bối thượng, thẳng tắt mà đứng ở cửa làm ra một bộ tùy thời chờ triệu hoán bộ dáng chủ nhân ngài làm lơ ta thì tốt rồi Dream. từ từ chẳng lẽ ngươi tính toán liền như vậy nhìn chằm chằm ta tắm rửa này đến tục cùng là cái gì cảm thấy thẹn play melodia hầu gái thủ tục đệ nhị điều này cùng ngươi vây xem ta tắm rửa có mau quan hệ a Rim vẻ mặt phát điên mà đánh gãy salon nói đương nhiên là có quan salon thập phần nghiêm túc mà mở miệng nói nếu ta không đi theo nói vạn nhất ngài gặp nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ? Ngài sinh mệnh an toàn cao hơn hết thảy. Đúng lúc này, Rim đột nhiên đánh cái rùng mình, Nga, gặp quỷ. Xối một ngày vũ, muốn nói không lạnh đó là gạt người. Nhìn chính mình trên người nổi da gà, Rim cũng vô tâm tình lại cùng salon tiếp tục khẩu hồ. Rim nhanh nhẹn mà cởi ra quần áo, sau đó từ bể tắm trung múc một chậu nước ấm hướng trên người một hướng, hơn nữa dùng thăng lông trà lau làn da, trợ giúp thân thể thăng ôn. Bởi vì salon ở một bên nhìn chằm chằm, Dream thật sự ngượng ngùng cởi quần, ước dầm về quần mặt ở trên người thập phần khó chịu. Đúng lúc này, Dream phía sau đột nhiên truyền đến một trận xúc cảm. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi đi. Salon cầm một cái khăn lông, giúp Dream trà lưng. Cảm ơn. Hàng ý không chỉ có đông lại Dream thân thể, cũng đem Dream trong lòng tà niệm cùng đông lại. Đơn giản vọt một chút, sau đó xoa xoa thân mình, Dream cuối cùng vẫn là bỏ đi quần, nhảy vào bể tắm giữa. Ấm áp nước ấm bao vây lấy thân thể, cả người mỏi mệt trở thành hư không ha sống lại Salon phóng hảo khăn lông cùng chậu sau đó cầm chính mình cái chổi lại lần nữa đứng ở trong một góc nhìn Salon dáng vẻ này rim thật sự cảm thấy có chút băn khoăn Salon bồi rim xối một đường vũ vô luận nàng lại như thế nào giả bộ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng vẫn cứ có vẻ thập phần chật vật rim không khỏi mà thở dài trong lòng không khỏi sản sinh một tia thương tiếc Salon, ngươi cũng tiến vào phao trong chốc lát đi Salon nhìn về phía rim bởi vì tinh thần liên hệ duyên cớ Salon có thể cảm nhận được Dream nói chuyện thời điểm cũng không có tà niệm. Vì cái gì? Bởi vì kia đáng chết hầu gái thủ tục đệ nhị điều, ngươi sẽ vẫn luôn đi theo ta. Nếu ngươi bất hòa ta cùng nhau tẩy nói, chờ đến ta tẩy xong sau ngươi khẳng định cũng liền sẽ không giặt sạch đi. Dream cảm thấy có chút bực bội, ta biết ngươi thể chất so với ta cường đến nhiều, nhưng rốt cuộc không phải siêu phàm thể chất, số một ngày vũ, không kịp thời tắm rửa, vạn nhất ngã bệnh làm sao bây giờ? Nghe được Dream nói, Salon do dự. Ta sẽ xoay người sang chỗ khác không xem ngươi. Rim chủ động xoay người, đối với vách tường, chỉ cần ngươi không đồng ý, ta tuyệt không xoay người. Cái này ngươi có thể yên tâm đi. Salon nửa ngày không nói gì, phòng tắm trung yên lặng đến châm rơi có thể nghe. Đang lúc Rim muốn từ bỏ khi, đột nhiên nghe được mút nước thanh âm. Rim không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nhìn không tới những cái đó trong trò chơi sẽ bị đánh lên mô sai phong cảnh có chút đáng tiếc, nhưng... Như vậy tự hồ cũng không tồi. Đường Salon đi vào bể tắm sau, trong bồn tắm lập tức trở nên chen chúc lên. Bể tắm là hình chữ nhật, đủ để cho hai người đồng thời ở bên trong phao tắm mà sẽ không có vẻ chen chúc, tiền đề là hai người hoành ngồi, mà không phải giống hiện tại loại này ngồi phát. Bởi vì Grim đưa lưng về phía đại môn, Salon tiến vào sau cũng chỉ có thể lựa chọn dựa lưng vào Grim, đối mặt đại môn phương hướng, cứ như vậy hai bên trái phải liền không ra đại lượng không gian, hai người chi gian không gian lại trở nên thập phần chặt chẽ. Cảm thụ được sau lưng mềm ấm trơn trượt, Grim lập tức khẩn trương lên, Nguyên bản yên lặng đi xuống tà niệm cũng không tự chủ được mà xông ra. Grim cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, đúng rồi, Salom, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên đồng ý khi ta người hầu đâu? Grim không lời nói tìm lời nói, tính toán thông qua đối thoại tới giờ đi chính mình lực chú ý. Salom trầm mặt trong chốc lát. Bởi vì ta tưởng thay đổi chính mình. Thay đổi chính mình. Ngoài dự đoán đáp án khiến cho Grim hứng thú, vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ đối chính mình có cái gì không hài lòng địa phương sao? ta tu luyện kiếm pháp là Melodia cường tập kiếm thuật. Loại này kiếm thuật yêu cầu người sử dụng vứt bỏ tự thân, chỉ có như vậy mới có thể phát huy này bộ kiếm thuật lớn nhất uy lực. Melodia cường tập kiếm thuật được xưng tự sát kiếm thuật, đơn thể lực sát thương ở sở hữu kiếm thuật trung cũng coi như là số 1 số 2, nhưng là khuyết tật cũng thập phần rõ ràng, yêu cầu người sử dụng hoàn toàn đem chính mình sinh tử không để ý, một không cẩn thận liền sẽ cùng địch nhân đồng quy vu tận bởi vậy trừ bỏ Melodia chiến đấu hầu gái ngoại rất ít có người có thể đủ đem này bộ kiếm thuật luyện đến cao cấp thậm chí ngay cả người chơi cũng đối này bộ kiếm thuật không cảm mạo. Ân, ừ. bất quá này cùng ngươi muốn thay đổi chính mình có quan hệ gì? Ta, à. sợ chết. Salon ngữ khí có chút hạ xuống, người sợ chết, vĩnh viễn vô pháp nắm giữ Melodia cường tập kiếm thuật tinh túy. Rim khẽ nhíu mày, Ân, ừ. có điểm minh bạch ngươi ý tứ. Nói cách khác ngươi muốn thay đổi chính mình sợ chết tính cách hoặc là nói là muốn cho chính mình tính cách biến thành tự mình hại mình cuồng tự mình hại mình cuồng salon cúi đầu suy tư trong chốc lát đột nhiên trầm một tiếng từ hồ nước trung đứng lên thì ra là thế nguyên lai like là như thế này ha ngươi ngươi minh bạch cái gì riêng vẻ mặt mộng bức muốn quay đầu đi hỏi một chút salon đến tột cùng minh bạch cái gì nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại trạng thái cuối cùng vẫn là nhịn xuống chủ nhân cảm ơn ngài ngài giải khai ta dĩ vãng nghi hoặc Salom đối với Dream bóng dáng cút một cung. Cái kia. Salom, ngươi là tình huống như thế nào? Dream đưa lưng về phía Salom, hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Ta có nói cái gì sao? Vì cái gì ngươi khẩu khí nghe tới tự hồ đại triệt hiểu ra bộ dáng. Chương 48, Salom ngộ đạo nhị. Salom rời đi bể tắm, hơn nữa nhanh nhẹn mà bắt đầu mặc quần áo. Melodia chế thức hầu gái trang dù sao cũng là màu lam phẩm chất, không thấm nước phòng cháy phòng toan hiệu quả đều thập phần ưu tú, chỉ cần hơi chút ném vài cái, thực mau liền mất nước, nhưng là nội y lại phi cái gì đặc thù tài chất, không thể không thấm nước, ướt nhẹp sau vẫn cứ ướt dầm về. Sa nhìn chính mình nội y, rối rắm một hồi lâu, cuối cùng quyết định chỉ xuyên quần lót, không mặc nội y, dù sao hầu gái đồ trang sức cùng tạp về đều đã mặc vào, liền tính không mặc nội y cũng không có gì ghê gớm. Chủ nhân, ta đã mặc tốt quần áo. Ngài có thể xoay người. Rin quay đầu, nhìn về phía Sa cẩn thận hồi ức một phen phía trước đối thoại, càng nghĩ càng không thích hợp, Sa có thể nói cho ta ngươi vừa mới đến tục cùng minh bạch cái gì sao? Salom, ta minh bạch ta kiếm thuật vì cái gì vẫn luôn không có tiến bộ. Rim nho nhỏ tâm cẩn thận mà dò hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta không có tự mình hại mình. Salom vẻ mặt nghiêm túc. Rim. Ân, từ từ, từ từ. Dung ta tam tư. Melodia cường tập kiếm thuật yêu cầu người sử dụng đem chính mình sinh tử không để ý salon hy vọng đề cao chính mình. Melodia cường tập kiếm thuật cấp bậc salon hy vọng chính mình có thể đem sinh tử không để ý salon cho rằng chính mình yêu cầu học được tự mình hại mình không đúng. Salon ngươi lầm. Viêm vội vàng xua tay nói, thăng cấp Melodia cường tập kiếm thuật cấp bậc cũng không cần ngươi đi tự mình hại mình. Ngươi chỉ cần tiến giai chiến đấu hầu gái sau. Melodia cường tập kiếm thuật cấp bậc tự nhiên cũng là có thể đủ lên rồi. Ngươi hiện tại mới hắc thiết giai năm cấp Melodia cường tập kiếm thuật đã là cực hạn. Dựa theo trong trò chơi giả thiết, cơ sở chức nghiệp nhiều nhất chỉ có thể đem kỹ năng luyện đến năm cấp, tiến giai siêu phàm chức nghiệp sau bản chức kỹ năng cấp bậc hạng mức cao nhất đem đề cao đến 10 cấp, phi bản chức kỹ năng hạng mức cao nhất vẫn cứ là năm cấp đỉnh cao. Năm cấp. Năm cấp là cái gì cấp bậc? Salon vô pháp lý giải riêng cấp bậc phân chia phương thức. Chính là nắm giữ Melodia cường tập kiếm thuật thức thứ hai, chợt lóe trình độ. Đệ tam thức ảnh tùy yêu cầu 7 cấp mới có thể tập đến chờ ngươi tiến giai chiến đấu hầu gái sau, tự nhiên có thể đem Melodia cường tập kiếm thuật luyện đến càng cao cấp bậc. Salom khẽ nhíu mày, chính là mễ kéo đã nắm giữ ảnh tuyệt cùng cảnh tập. Mễ kéo là ai? Rim kỳ quái nói. Là ta một vị đồng học. Salon nhẹ nhàng cắn cắn môi, ta kiếm thuật thiên phú còn tính không tồi, 10 tuổi khi liền nắm giữ Melodia cường tập kiếm thuật trung cái thứ nhất áo nghĩa, chợt lóe. Nghe được Salon nói, Rim mày không khỏi mà nhẹ nhàng một chọn. Không hổ là trong truyền thuyết bốt, này thiên phú xác thật không lời gì để nói. Áo nghĩa chợt lóe yêu cầu Melodia cường tập kiếm thuật năm cấp mới có thể tập đến. Đối với người chơi mà nói, chỉ cần vứt bỏ mặt khác kỹ năng, khẽ cắn môi, đem giai đoạn trước kỹ năng điểm toàn bộ tạp đi vào, năm cấp kỹ năng thực mau là có thể đạt tới, nhưng là NPC nhóm lại yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có thể đem kỹ năng luyện lên. Bình thường dưới tình huống, NPC đem một cái kỹ năng luyện đến năm cấp thông thường yêu cầu tam đến 5 năm thời gian, giống xa loại này 10 tuổi liền đem nào đó kỹ năng luyện đến năm cấp, xác thật xưng đến lên trời phú dị bẩm. Salon long hai mắt mê ly, tự hồ ở hồi ức cái gì, năm đó ta là bạn cùng lứa tuổi trung cái thứ nhất nắm giữ, chật lóe người, chính là từ đó về sau, ta kiếm thuật liền vẫn luôn không có tiến bộ. Mấy năm nay ta mỗi ngày đều ở mài vũ kiếm thuật, chính là vẫn luôn đều tại chỗ đạp bộ, so với ta kẻ học sau sẽ chật lóe mễ kéo đều đã nắm giữ ảnh tuyệt cùng ảnh tập, nhưng ta vẫn cứ chỉ biết nhất chiêu chật lóe Ngươi cảm thấy không cam lòng. Đúng vậy, ta không cam lòng. Salon thanh âm có chút áp lực, ta không am hiểu liệu lý, gia chính chương trình học cũng cũng chỉ có quét dọn năng lực miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn, trừ bỏ kiếm thuật ngoại ta không có sở trường gì. Nếu liền kiếm thuật đều không bằng người khác, ta đây. Ta đây tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Ngô, Dream hơi hơi nhíu mày, cái kia mễ kéo vào giai chiến đấu hầu gái sao? Salon, hiện tại còn không có, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói nàng hẳn là sẽ là chúng ta này một đám kiến tập chiến đấu hầu gái giữa cái thứ nhất tiếng giai đi. Người nói nàng còn không có tiếng giai cũng đã nắm giữ ảnh tùy cùng ảnh tập. Rim hai mắt nhíu lại. Nếu Rim nhớ không lầm nói, này hai cái kỹ năng phân biệt yêu cầu Melodia cường tập kiếm thuật đạt tới 7 cấp cùng 9 cấp. Mà cơ sở chức nghiệp nhiều nhất chỉ có thể đem kỹ năng luyện đến 5 cấp, tiếng giai chính thức chức nghiệp sau, bản chức kỹ năng, cấp bậc hạng mức cao nhất đem đề cao đến 10 cấp. Một cái học đồ cấp bậc NPC nếu đem nào đó kỹ năng luyện đến chính cấp, chỉ có một khả năng nàng có được đối ứng kỹ năng dốc lòng người chơi npc mỗi cái lực lượng trình tự đều có thể thông qua thủ hướng tới đạt được một cái kỹ năng dốc lòng kỹ năng dốc lòng có thể làm người chơi nào đó kỹ năng cấp bậc hạng mức cao nhất đề cao năm cấp mà salon trong miệng cái kia mễ kéo có thể ở học đồ giai đoạn liền đem melodia cường tập kiếm thuật luyện đến chính nhất định là đạt được melodia cường tập kiếm thuật dốc lòng nếu dream không có nhớ lầm nói Melodia cường tập kiếm thuật dốc lòng và đạt được điều kiện là Melodia cường tập kiếm thuật 5 cấp, nhanh nhẹn 15, hầu gái chức nghiệp cấp bậc 8 cấp. Thuộc tính cùng kỹ năng salon khẳng định thỏa mãn điều kiện, nhưng là salon hầu gái chức nghiệp cấp bậc lại chỉ có 5 cấp, khoảng cách 8 cấp còn có rất dài một khoảng cách. Hảo đi, ta đã minh bạch tiền căn hậu quả cùng với suy nghĩ của ngươi. Rim hít sâu một hơi, ngàn vạn đừng đùa tự mình hại mình. Khi đối với ngươi tăng lên Melodia cường tập kiếm thuật một chút trợ giúp đều không có. Ngươi nếu thật sự muốn đề cao ngươi Melodia cường tập kiếm thuật cấp bậc, như vậy nên hảo hảo tôi luyện ngươi hầu gái cấp bậc chấm nét chỉ cần ngươi có thể vẫn luôn vẫn duy trì đề cao Melodia cường tập kiếm thuật khát vọng, đưa ngươi hầu gái cấp bậc luyện đến 8 cấp khi chính là ngươi đạt được Melodia cường tập kiếm thuật dốc lòng thời điểm. Hầu gái cấp bậc 8 cấp. Salon nghe được một cái chính mình chưa bao giờ nghe nói qua danh từ, khi đến tột cùng là cái gì trình độ. Thế giới này cũng không có người chơi, bởi vậy Salon hoàn toàn vô pháp lý giải người chơi cấp bậc chế độ. Ân đại khái chính là không sai biệt lắm có thể lĩnh ngộ phụng dưỡng chi tâm trình độ đi phụng dưỡng chi tâm là hầu gái chấp sự loại chức nghiệp đặc có siêu phàm chức nghiệp đặc tính sở hữu hầu gái ở tiếng giai sau đều sẽ đạt được cái này chức nghiệp đặc tính trừ ngoài ra nếu hầu gái đã có chủ nhân như vậy ở đem hầu gái chức nghiệp luyện đến tám cấp khi cũng có cơ hội trước tiên đạt được năng lực này salon nghe được Kim nói nháy mắt trở nên không tự tin này ta thật sự có thể làm đến sao kiếm thuật phương diện salon rất có tự tin nhưng là đối với hầu gái tu luyện, Salon thật sự không có gì tin tưởng. Tin tưởng ta. Rin vất vất tay, không ký kết khế ước nói, hầu gái cấp bậc tăng lên tốc độ làm người phát điên, nhưng là ký kết khế ước sau, hầu gái thăng cấp tốc độ sẽ thay đổi rất nhanh. Nghe được Rin nói, Salon biểu tình phức tạp mà nhìn Rin, ta hiểu được. Ta sẽ nỗ lực đề cao chính mình hầu gái năng lực. Ngăn trở Salon tự mình hại mình ý tưởng, Rin hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Phía trước Grim thật đúng là có chút lo lắng Salom sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng mà Grim lại không có chú ý tới, Salom chỉ là nói chính mình sẽ nỗ lực đề cao chính mình hầu gái năng lực, cũng không đại biểu nàng đã từ bỏ tự mình hại mình ý tưởng. Chương 49, Mitchell tuyệt vọng Nếu muốn đề cao Salom hầu gái cấp bậc như vậy Grim phải chủ động tìm sự tình cấp Salom làm. Chức nghiệp kinh nghiệm thu hoạch là cùng hành vi, móc nối. Chém quái giết người chỉ có thể đạt được chiến đấu chức nghiệp chức nghiệp kinh nghiệm, không có khả năng đạt được may vá, thợ rèn chờ sinh hoạt chức nghiệp chức nghiệp kinh nghiệm, thông qua chém quái biến thành một người lấy quặng đại sư gì đó là tuyệt đối không có khả năng sự. Hầu gái cũng là như thế. Hầu gái thuộc về sinh hoạt chức nghiệp, đồng dạng vô pháp thông qua chém quái thăng cấp, chỉ có thể thông qua việc nhà cùng phụng dưỡng tới đạt được chức nghiệp kinh nghiệm. Nếu từ Grim cái này, chủ nhân chủ động sai khiến nhiệm vụ nói, salon trừ bỏ cơ bản nhất, việc nhà kinh nghiệm ngoại còn có thể đạt được phụng dưỡng kinh nghiệm. Grim nhìn quét một chút phòng tắm, thực mau liền tìm tới rồi chính mình có thể tuyên bố nhiệm vụ. Salom, ngươi hẳn là sẽ giặt quần áo đi. Rim dò hỏi. Đó là đương nhiên. Salom tự tin tràn đầy, tuy rằng ta không am hiểu liệu lý, nhưng là tẩy cái quần áo vẫn là không thành vấn đề. Ta quần áo liền làm ơn ngươi hỗ trợ rửa sạch. Rim chỉ chỉ chính mình phía trước bỏ đi quần áo. Đúng vậy. Salom nhặt lên Rim quần áo, tìm một cái bồn gỗ, ở bể tắm trung đánh điểm nước, liền bắt đầu nhanh nhẹn mà rửa sạch lên, thuận tiện Salom cũng đem chính mình hoàn toàn làm ước nội y cũng cùng nhau ném đi vào cùng nhau tẩy cái kia là Rim hai mắt một ngưng nhìn chầm chầm bồn gỗ trung kia kiện màu hồng phấn nội y ngươi hiện tại không có mặt nội y ân ừ. salon khuôn mặt hơi hơi đỏ lên tuy rằng đối trang phục nhận tri cùng thường nhân bất đồng nhưng là đối với nội y nhận tri lại cùng người thường cũng không có cái gì khác nhau cho nên bị nam sinh biết chính mình không có mặt nội y sau salon cũng sẽ giống bình thường nữ hài tử giống nhau cảm thấy thẹn thùng ngô Rim xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình người tạm thời trước nhẫn nhẫn chờ tới rồi Grappa cản, ta liền mang ngươi đi mua một bộ tắm rửa nội y. Chủ nhân, ngài không cần để ý ta. Salon trộn mà đem chính mình nội y nhét vào tận cùng bên trong, Melodia hầu gái thủ tục thứ năm điều, tiết kiệm. Là một người hầu gái, lãng phí hành vi là tuyệt đối cấm. Đây là tất yếu phí tổn đi. Như thế nào có thể nói là lãng phí? Vim nằm ở bể tắm trung, hiếp mắt mở miệng nói, hơn nữa nếu ta nhớ không lầm nói, là một người hầu gái, ưu nhã cũng là cần thiết đi không mặc nội y hoặc là ăn mặc trách tung tóe hầu gái trang đều không phù hợp hầu gái ưu nhã yêu cầu đi salon cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo salon trên người hầu gái trang sớm đã trở nên rách tung tóe hoặc nhìn xác thật có chút chật vật ta hiểu được vậy chỉ có thể làm chủ nhân ngài tiêu pha cũng không thể nói như thế phía trước chiến lợi phẩm còn có người một phần đâu melodia hầu gái thủ tục đệ tam điều phụng hiến hầu gái tinh thần tức phụng hiến tinh thần hầu gái hết thảy toàn thuộc về chủ nhân làm ngài hầu gái, ta cũng không có cá nhân tài sản. Gì? Từ từ, chúng ta ký kết hẳn là lâm thời chủ tớ khế ước đi. Lâm thời chủ tớ khế ước trung hẳn là không này một cái đi. Ở trong trò chơi, thông qua bình thường lưu trình ký kết lâm thời chủ tớ khế ước hoàn toàn liền một tá công hợp đồng, người chơi đến phó tiền công không nói, hầu gái còn tùy thời có khả năng trốn chạy. Riêng tuy rằng ký kết khế ước phương thức tương đối đặc biệt, không có chuyện trước ước định hầu gái thù lao, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái lâm thời chủ tớ khế ước, cho nên dream cũng cần thiết cấp hầu gái chi trả thù lao nếu không ngày nào đó salon hô to một tiếng lòng dạ hiểm độc lão bản lên giường không trả tiền sau đó liền trốn chạy khi dream đã có thể muốn khóc mù một cái đặc thù hạng định SSR cấp bậc người hầu đập nồi bán sắt cũng phải nhường nàng lưu lại a à. cho nên dream là tuyệt đối không dám cắt xén salon tiền đến nỗi tương lai kết hôn sau a à, nói sai là ký kết chính thức kế ước sau liền không cần đem tiền tài vấn đề phân đến như vậy rõ ràng Ma pháp khế ước tuy rằng là lâm thời khế ước, nhưng là ngày sớm đã là ta chân chính chủ nhân. Salon tự hồ có chút không cao hứng, ta cũng không phải là cái loại này tùy tiện hầu gái. Rim Rim sửng sốt ước chừng mấy chục giây mới rốt cuộc minh bạch Salon ý tứ. Nguyên lai like Salon sớm đã nhận đồng chính mình chính thức chủ nhân thân phận, chỉ kém đi Melodia đem lâm thời chủ tớ khế ước thăng cấp thành chính thức khế ước. Ôi trời ơi! Tổng thọ lạp! Nhà ta hầu gái đồng ý khế ước thăng cấp lạp. Phát thiếp lạp! Tán tài lạp! đánh thưởng lạc. Hạnh phúc tới quá nhanh, làm Grim cảm thấy có chút mộng bức. Ta đặt miêu đây là long ngạo thiên bám vào người không thành. Tự mang vai chính quan hoàng. Chính là kia đáng thương vô cùng 12 điểm mỹ lực thấy thế nào đều không giống như là có vai chính quan hoàng thuộc tính, chẳng lẽ là người xuyên việt tự mang che giấu thuộc tính. Bởi vì kích thích có điểm đại, riêng mãi cho đến về phòng cũng chưa có thể hoàn toàn từ hạnh phúc trung tỉnh táo lại. Grim tiền bối. Cứu mạng. Grim vừa mới mở ra phòng môn, nhìn đến chính là ngồi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám mít treo. Ngươi làm sao vậy? Làm gì vẫn luôn quỳ gối nơi đó? Rim đề ra một chút trên eo khăn tắm. Bởi vì quần áo đã cầm đi giặt sạch duyên cớ, cho nên vừa mới tắm rửa xong Rim trên người chỉ bọc một cái khăn tắm. Tiền bối, ta không thể động. Thiếu nữ vẻ mặt cực kỳ bi thương. Ha! Rim vội vàng đối thiếu nữ ném một cái giám định, phát hiện thiếu nữ trên người cũng không xuất hiện cái gì dị thường trạng thái B.U.F. hoặc nhìn tựa hồ thực bình thường A. Tiền bối, thỉnh này đi ra ngoài một chút có thể chứ? Thiếu nữ trên mặt biểu tình hoàn toàn vạn vẹo, ta sắp không nín được. Liền phải tè ra. Riêng trên mặt biểu tình hơi hơi cứng đờ, trì động đại não rốt cuộc minh bạch biết treo ý tứ. Ngươi vừa mới đi thượng v đúc VWC không có thể tè ra sao? Ân. Thiếu nữ trên mặt biểu tình đã hoàn toàn vạn vẹo, vừa mới ở trong v đúc VWC như thế nào đều nước tiểu không ra, cho nên liền về tới phòng. Chính là các ngươi vừa xuất hiện. Ta, ta liền sắp không nín được. Riêng khóe miệng hơi hơi run rẩy, thiếu nữ, ngươi thật là bệnh cũng không nhẹ a. À. Salon, chúng ta trước đi ra ngoài một chút. Rim đối theo sau lưng mình hầu gái nói. Salon khó chịu mà nhìn thoáng qua Mitchell, ngoan ngoãn mà cùng Rim cùng rời khỏi phòng. Rim cùng Mitchell rời đi phòng, sau đó đóng cửa lại. Hiện tại hảo một chút sao? Rim cách cửa phòng đối Mitchell hỏi. Ô. A. À. Ân ô đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong phòng truyền đến một trận thống khổ mà vui sướng tiếng thét chói tai, trong thanh âm tràn ngập các loại phức tạp cảm tình. Vài phút sau, cửa phòng mở ra. Mitchell vẽ mặt hổ thẹn mà đi ra. Dream. Tè ra. Mitchell, ân. Dream, phòng tắm ở hậu viện, thủy vẫn là nhiệt. Mitchell, ân. Thiếu nữ chạy trốn mà thoát đi hiện trường. Salon đi vào phòng, nhìn trong phòng kia quán vệt nước, trên mặt biểu tình trở nên có chút dọa người. Khi chỉ heo mẹ thế nhưng đem ta thật vất vả quét tước sạch sẽ phòng cấp làm dơ. Salon tức giận phi thường, tự hồ càng thêm chán ghét Mitchell. Cái này bóng ma tâm lý vấn đề xác thật không tốt lắm làm. Riêng trên mặt biểu tình có chút vi diệu. Trong trò chơi, bị Long uy sợ tới mức tè ra quần là thực bình thường sự. Grim cũng sớm đã thói quen chiến đấu sau khi kết thúc đầy đất mô sai, nhưng là giống mếp treo loại tình huống này Grim vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Trong lòng hoài đối mếp treo bất mãn, Salom cầm lấy cái chổi, bắt đầu lại lần nữa quét tước phòng. Mà đúng lúc này, Grim đột nhiên ánh mắt một ngưng. Có người động quá chúng ta hành lý. Grim đi tới hành lý bao bên cạnh, ngồi xuống, nhẹ nhàng mà mở ra hành lý bao, bắt đầu kiểm tra bên trong đồ vật. Là kia chỉ heo mẹ sao? Salon đối với Mitchell tràn ngập ác ý. Cũng có khả năng là kia đối thông trưởng vợ chồng. Rim kiểm tra rồi hành lý bao trung đồ vật, xác định nhất quý trọng tinh kim quặng còn ở phía sau, Rim hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hôm nay buổi tối vẫn là hơi chút chú ý một chút đi, đừng ngủ đến quá đã chết. Tuy rằng Rim cho rằng Ba La kiền tính đồ hẳn là không lý do sẽ tập kích chính mình, nhưng là hơi chút đề cao một chút cảnh giác tính tổng không sai. Chương 50, Michel bi thương. Lầu một phòng khách trung, thôn trưởng chính quỳ gối tế đàn phía trước, đối với tế đàn thượng thánh huy cầu nguyện. Lão nhân, ta trộn kiểm tra quá những người đó hành lý, mặt trên xác thật lê dính thượng một ít vong linh hơi thở. Lão phụ nhân đi đến thôn trưởng bên cạnh. Lão thôn trưởng từ tế đàn trạm kế tiếp lên, xoay người, ta làm tiểu tông sáng mai liền đi phía bắc hỏi thăm một chút tình huống, nếu phía bắc thật sự xuất hiện vong linh thiên tai, như vậy chúng ta phải trước tiên làm chuẩn bị. Lão nhân, ngươi nói hắc thạch pháo đài sẽ không bị vong linh đánh hạ tới đi lão phụ nhân vẻ mặt lo lắng đừng nói mê sản hắc thạch pháo đài đóng quân nhưng đều là vương quốc chân chính tinh nhuệ chỗ nào có dễ dàng như vậy bị đánh hạ tới nhiều lắm cũng chính là tiểu cổ vong linh vòng qua hắc thạch pháo đài chạy đến vương quốc bụng tới quấy rối mà thôi tiểu cổ vong linh có thể đánh hạ bạc diệp trấn ta chính là nghe nói bạc diệp nam tước là một người hoàng kim kỵ sĩ có lẽ thật sự giống tên kia thiếu niên lời nói Bạc Diệp Nam tức phản bội tín ngưỡng, lão thôn trưởng trầm mặt nửa ngày. Lão bà tử, sáng mai, ngươi cùng Nhi Tử cùng đi grapa cản hỏi thăm một chút tình huống, thuận tiện đem tôn tử cùng tức phụ cũng mang lên. Lão phụ nhân biểu tình cứng đờ. Lão nhân, ngươi chẳng lẽ là nói chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi? Các ngươi tới rồi trong thành, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức. Nếu tình huống thật sự không ổn, các ngươi liền đi tỷ tỷ của ta nơi đó trụ một đoạn thời gian. Lão nhân kia ngươi đâu? Ta phải lưu lại. Nghe được lão thôn trưởng nói lão phụ nhân trầm mặt trong chốc lát, ngươi còn nhớ rõ chúng ta hôn lễ thượng lời thề sao? Thông trưởng biểu tình hơi hơi cứng đờ. Lão phụ nhân hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng cầm chính mình trượng phu tay, làm bọn nhỏ đi là được, ta còn là lưu lại bồi ngươi đi. Nếu có cái vạn nhất, đi trước ba la thần quốc khi cũng có thể có cái bạn. Cùng lúc đó, phòng tắm trung, Mitchell đang ở đập đầu xuống đất. A a a. Mắt cỡ chết người a. Ta cư nhiên lại tại tiền bối trước mặt mất khống chế. Ước dầm về quần lót cắt cao dáng ở Mitchell trên mông, làm Mitchell cảm thấy một trận không khỏe cùng với cảm thấy thẹn. Loại sự tình này đã không phải lần đầu tiên, lần trước mất khống chế khi bởi vì hoàn cảnh thực hắc, cho nên còn có thể coi như không biết, nhưng là lần này đã có thể không có biện pháp coi như không biết. Tưởng tượng đến chính mình lưu tại trong phòng kia quán vệt nước, Mitchell liền có loại muốn tự sát xúc động. Hiện tại tiền bối khẳng định đã phát hiện đi. Mất khống chế thiếu nữ, ngoại hiệu đời này đều đừng nghĩ lại ném xuống A. Mitchell đã tuyệt vọng hoài phức tạp tâm tình, Mitchell tắm rửa xong, nhưng là đương tắm rửa xong chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, Mitchell lại lần nữa rối rắm lên. Xong đời lạp. Không có tắm rửa quần lót A. À. Quần áo gì đó vỗ vỗ hôi, còn có thể tiếp tục tạm chấp nhận xuyên, chính là quần lót. Cái này hoàn toàn ướt nhẹp quần lót nên làm cái gì bây giờ A. À? Chẳng lẽ muốn đem nó xuyên trở về. Mitchell hành lý đã từng bị Gobin nhóm cướp đi quá. Tắm rửa quần áo gì đó đã sớm bị những cái đó đáng chết đích ca bố lâm nhóm biến thành mảnh nhỏ, cho nên Mitchell hiện tại căn bản không có có thể tắm rửa quần áo Nhìn Treo ở trên giá áo quần áo Mitchell tâm không tự chủ được mà bắt đầu đi xuống trầm Đúng lúc này Mitchell nhớ tới phía trước nhìn thấy Dream khi tình huống Dream tiền bối tự hồ cũng không có mặc quần lót Chỉ là vây quanh một cái khăn lông ở trên eo Có lẽ ta cũng có thể Ngô Bên ngoài che chở một sư bào Liền tính không mặc quần lót cũng không quan hệ đi Ngô dứt khoát đem quần áo toàn giặt sạch đi Dù sao có một sư trường bào che chở từ bên ngoài cũng nhìn không ra tới. Thực mau, Mitchell liền nghĩ thông suốt. Mitchell nhanh nhẹn mà đem quần áo của mình quần rửa sạch sẽ, lượng ở xà nhà hạ trên giá áo, sau đó che chở dơ hề hề một sư trường bào, quay trở về phòng cho khách. Phòng cho khách trung, Rin chính khoanh chân ngồi ở trên giường tiến hành minh tưởng, mà salon ngồi quỳ ở góc tường, vẫn không nhúc nhích, hoặc nhìn cũng như là ở minh tưởng bộ dáng. Mitchell nhìn trong phòng mọi người, do dự trong chốc lát, cái kia. Riêng tiền bối, ta nên ngủ nơi nào. Rim chậm rãi mở hai mắt, chỉ chỉ trên mặt đất chăng, ngươi giường đệm đã giúp ngươi phô hảo. Mitchell nhìn nhìn trên mặt đất đệm chăng, lại nhìn nhìn Rim, tiền bối, kia ngài ngủ chỗ nào đâu. Ta cũng ngủ bên này. Rim vẽ mặt bình tĩnh. Gì? Thiếu nữ vẽ mặt mộng bức, này, này không tốt lắm đâu. Một phòng ngủ, an toàn. Rim nguyên bản còn suy xét phân phòng ngủ, nhưng là đương Rim phát hiện chính mình bao vây bị người động qua đi liền lập tức đề cao cảnh giới cấp bậc, từ bỏ phân phòng ngủ ý tưởng. Ra cửa bên ngoài an toàn quan trọng nhất. Nghe được Dream nói, Mitchell có chút không biết làm sao. Làm một người đại địa chi mẫu kiến tập mục sư, Mitchell vẫn là thực bảo thủ, cùng nam sinh một phòng ngủ gì đó nhiều ít làm Mitchell cảm thấy có chút không được tự nhiên. Rim chỉ là nhìn thoáng qua liền đại khái đoán được Mitchell ý nghĩ trong lòng. Đừng nghĩ quá nhiều, chạy nhanh ngủ, bảo tồn tinh lực cùng thể lực, sáng mai còn muốn lên đường. Rim cường thế mệnh lệnh nói. Nga. Mitchell rối rắm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà phục tùng an bài. Thực mau, trong phòng đèn dầu bị thổi tắt, toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh hắc ám giữa. Salon ngồi quỳ ở có thể đồng thời nhìn đến cửa phòng cùng cửa sổ góc tường. Tư thế chờ triệu hoán, đây là hầu gái, chấp sự, loại chức nghiệp một cái tư thế loại kỹ năng. Người sử dụng sẽ tiến vào thiển ngủ trạng thái trạng thái, khôi phục tinh thần cùng thể lực, hạ thấp tự thân tồn tại cảm cũng lâm thời tăng lên tự thân đối nguy hiểm cảm giác. Chỉ cần không phải lâm vào trọng thương trạng thái, hầu gái nhóm chức nghiệp thông thường đều là dùng phương thức này tới thay thế được giấc ngủ. Salon ngồi quỳ ở góc tường nghỉ ngơi, mà Grim tắt khoanh chân ngồi ở trên giường tiến hành Minh tưởng luyện tập. Đối với trong trò chơi người chơi mà nói, Minh tưởng chỉ là một cái đơn thuần kỹ năng ai con, nhưng là đối với NPC mà nói, Minh tưởng lại là bảo trì tự thân trạng thái tốt đẹp quan trọng thủ đoạn. NPC pháp sư đang ngủ trước đều sẽ Minh tưởng một chút, thông qua phương thức này tới nhanh chóng khôi phục tinh thần cùng ma lực, bảo đảm giấc ngủ chất lượng, đồng thời còn có thể đề cao Minh tưởng cấp bậc. Hiện giờ Grim đã xuyên qua, biến thành NPC cho nên Dream cũng muốn thử xem NPC nhóm sinh hoạt thói quen, nhìn xem ngủ trước minh tưởng hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Dream có được 5 cấp minh tưởng kỹ năng, cho nên Dream thực mau liền tiến vào đại não trống trơn minh tưởng trạng thái. Đương đại não phóng không sao, Dream thính giác trở nên thập phần nhạy bén, tự hồ có thể nghe được cách đó không xa biết xoay người thanh âm, còn có thể đủ nghe được đến từ dưới lầu khe khẽ nói nhỏ. Sau đó Dream bất tri bất giác mà liền ngủ rồi. Dream ngủ đến thập phần an ổn, nhưng là Mitchell lại không có như vậy thô thần kinh cùng nam sinh ngủ cùng cái phòng, cái này làm cho Mitchell khẩn trương không thôi, đặc biệt là đương Mitchell tưởng tượng đến chính mình trường bào phía dưới kỳ thật cái gì cũng chưa xuyên thời điểm, Mitchell liền càng thêm khẩn trương. Nằm ở trong chăn, Mitchell lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Ta nên làm cái gì bây giờ? Mitchell hít mắt, trộn nhìn về phía giường phương hướng. Ánh trăng hoàn toàn bị mây đen che khuất, Mitchell cái gì đều nhìn không thấy. Đã có thể vào lúc này. Đột nhiên một đạo tia chớp chiếu sáng toàn bộ phòng. Ầm vang. Một tiếng sấm vang, Mitchell phát hiện Dream thế nhưng cũng không có nằm xuống ngủ. Mitchell bị sợ hãi. Này, này, đây là có chuyện gì? Tiền Bối vì cái gì không ngủ? Mitchell khẩn trương đến cả người cứng đờ. Trái tim phanh 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 mà nhảy dựng lên. Chẳng lẽ Tiền Bối muốn sấn hắc đối ta làm ra loại này như vậy sự? Mitchell không tự chủ được mà miên man suy nghĩ lên. Tiền Bối có được hắc ám thị giác, loại này ban đêm đối Tiền Bối không có bất luận cái gì trở ngại. Nếu Tiền Bối muốn sấn hắc đối ta làm chút gì đó lời nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hẳn là phản kháng sao? Chính là Tiền Bối sức lực khẳng định so với ta đại, hơn nữa vị kia hầu gái tiểu thư cũng khẳng định sẽ nghe hắn, liền tính ta phản kháng cũng một chút cơ hội đều không có. Chẳng lẽ tùy ý Tiền Bối đối ta tùy ý làm bậy? Chính là chúng ta còn không có kết hôn, nếu hiện tại liền mang thai nói, về sau nên làm cái gì bây giờ? Ta còn không có kiếm đủ tiền. Ngô. Bất quá Tiền Bối thoạt nhìn không giống thiếu tiền bộ dáng ra cửa còn mang theo hầu gái, nói không chừng hắn kỳ thật là cái quý tộc cũng nói không nhất định. Nếu liền như vậy mang thai, kết hôn, từ bỏ đương nhà thám hiểm, đi theo tiền bối phản hồi cố hương đương một người quý phu nhân tự hồ cũng không tồi bộ dáng. Ô a! À. Mắt cỡ chết người! Ta đến tột cùng suy nghĩ cái gì a? À? treo nằm ở trong chăn, cả người khô nóng, hoài một chút sợ hãi cùng chờ mong phức tạp cảm xúc, lăn qua lộn lại, hoàn toàn đã không có buồn ngủ. Sau đó, trời đã sáng. Một đêm bình an chuyện gì cũng chưa phát sinh. Mitchell mở to gấu trúc mắt, đờ đẫn mà nhìn khoanh chân ngồi ở trên giường Grim. Ngoài cửa sổ đã trong, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu ở Grim trên người, giống như là vì Grim mà lên một tầng kim quang. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì chuyện gì đều không có phát sinh. Ta quần lót đều cởi ngươi mẹ nó cư nhiên thờ ơ. Mitchell có loại bị thế giới lừa gạt cảm giác.